Cho nên mỗi việc làm gì của mình đều là gieo duyên hết. Ví dụ như mình đến chùa, mình nấu ăn, mình ở trong bếp mình nấu ăn, mình không biết mình sẽ nấu cho ai ăn, nhưng mà mình biết rằng cái món ăn này của mình có cả ngàn người ăn. Vậy là ngàn người gieo duyên với mình. Cho nên khi nấu phải nấu trong thanh tịnh, thì cái người ăn đó họ mới kết cái duyên lành với mình được. Rồi lần gặp nhau, chị đi đâu, chị đi chùa nào, tôi đi chùa Bảo Phước. Ồ, nhiều khi vô tình, trời ơi, chùa Bảo Phước nấu ăn ngon, tôi nấu đó, có dịp nổ. Nhưng mà mình ngay giây phút đó là mình kết duyên rồi. Cho nên khi mình nấu ăn cho đại chúng, cái tâm mình phải thanh tịnh, là mình nghĩ rằng á, mình đang kết duyên với chúng sanh. Và mình làm việc gì cho ai á, mình đừng có nghĩ rằng mình đang phục vụ, mình đang bị đầy đọa, mình đang mà mình kết duyên hết. Ví dụ như mình đi tụng đám tang, đâu có đợi quen mình mới đi. Đôi khi mình nghĩ người nào cần hữu sự, người ta có người thân mất, cần người tới tụng kinh, mình tới mình tụng kinh để kết duyên. Vậy thì duyên là mình phải tạo, rồi sau đó mình phải kết, rồi mình phải quý. Để chi? Để duyên này không mất. Cho nên mình chưa được làm người xuất gia thì mình phát nguyện xuất gia để gieo cái duyên. Mà là người xuất gia gieo duyên trong những ngày này đó, thì quý vị nhớ là bất cứ việc gì, một ngày sinh hoạt của cái thời gian này á, mình đừng có chán, mình phải hoan hỷ được dự. Ví dụ như đắp y, mà nâng tấm y lên đẹp thay áo giải thoát, áo ruộng phước nhiệm màu, duyên may nay được đắp, căn lành nguyện trồng sâu. Chứ đừng cầm y lên, trời ơi sao nó lụm thượng quá, sao mà nó rắc rối quá. Đi xuất gia mà người tu là có cái y, mà đắp y mà cảm thấy rắc rối lụm thượng là mình đang không kết duyên với nó. Cho nên đắp cái y vô phải hạnh phúc, con được duyên lành đắp cái y này. Rồi khi mà sáng ngủ dậy, mình biết rằng mình còn được một ngày để sống trong môi trường tu tập. Cho nên tất cả chúng ta cần phải kết cái duyên đó. Và quý tôn đức đã mở ra cho mình một cánh cửa phương tiện. Lẽ ra mình xuất gia trọn đời, bây giờ không xuất gia trọn đời được thì mình xuất gia gieo duyên. Quý vị không thể tham dự xuất gia gieo duyên được, mình hộ trì cho người khác xuất gia, mình cũng tùy hỷ với cái hạnh đó. Ví dụ ông chồng đi xuất gia gieo duyên, bà vợ ở nhà lo việc nhà, thôi ông đi đi để tôi ở nhà thủ dinh, để cho ông yên tâm ông đi tu. Thì ông chồng tuy không đi tu nhưng mà ông cũng kết duyên với mình đó. Bởi vì sao? Vì ông trợ duyên cho mình tu. Ở bên Thái Lan á, mỗi khi mà người ta cúng dường á, thí dụ như một vị đó mang một cái dĩa thức ăn lên cúng dường đi, thì cái vị đương sự cúng để ngay trước mặt chư tăng á, thì chư tăng sẽ lấy cái tay để vào cái dĩa đó, rồi xong rồi cái người thí chủ cúng cũng để tay vô cái dĩa đó, rồi những người xung quanh á đứng để tay trên vai của cái người mà cúng đó. Rồi cứ như thế họ nối truyền với nhau, để vai, để tay lên vai của nhau. Để chi? Để cái năng lượng đó, như tuy họ không trực tiếp cúng nhưng mà họ để cánh tay chạm vào cái người gốc từ ở bên trên này, họ kết duyên với nhau. Có đôi khi họ có một cái cuồng chỉ á, họ kéo cuồng chỉ ra, chư tăng kẹp vô tay rồi truyền xuống cho Phật tử, bao nhiêu ngàn người cũng cùng cái còn cộng chỉ đó, để cái năng lượng chư tăng tụng kinh gia trì kết duyên trong cái sợi dây đó. Mình có cái lực ở trong đó kết duyên hết. Cho nên mình á, quý vị nào mà tham dự cái xuất khóa tu, hay là lần đầu tiên, hay là chưa nghe nói, thì quý vị hiểu rằng xuất gia gieo duyên nghĩa là mình gieo cái duyên làm người xuất gia, chứ chưa hẳn gieo duyên thôi.
3 ngày, 5 ngày vậy đó tùy mình. Nhưng mà nhớ rằng trong suốt thời gian mình tu tập ở đây, thời khóa nào mình cũng tham dự, và không khởi tâm chán nản, buồn chán, mà phải sanh tâm hoan hỷ vì mình được tham dự các thời khóa đó. Và xuất gia cũng, xuất gia gieo duyên này cũng gọi là du di và rất là phương tiện đó. Nhá kéo thôi, lẽ ra cạo sạch đó, nhưng mà giờ mình nhá ba lá kéo trên đầu mình, cắt tóc để gieo duyên, nguyện sống không ưu phiền, kết duyên cùng Tam Bảo đời này và đời sau. Như vậy khi chúng ta được đến chùa nghe Phật pháp mà phát tâm, nghe điều lành mà phát tâm, thì chúng ta biết rằng chúng ta có một cái điều căn bản nhất của căn lành, đó là gì? Đó là tự tánh thiện căn. Tự tánh thiện căn nghĩa là tự nơi mình đã có sẵn cái tự tánh đó, có điều là tốt hay xấu thôi. Pháp Hòa ví dụ, có một đứa nhỏ, mình đâu có dạy nó giận, nhưng mà tự nhiên nó còn 2 tuổi thôi mà ai lấy đồ chơi của nó giận, nó hét lên. Như vậy nó có tự tánh của giận không? Có. Vậy thì cái căn đó không phải là căn lành, mà căn của phiền não. Rồi nó thấy mình ôm một đứa nhỏ khác, nó ganh, nó lội, nó kéo tay mình ra, nó hét lên. Nó có ganh không? Vậy thì trong tự thân của đứa nhỏ đó, nó có cái tự tánh của ganh tị, của cái căn mà căn bất thiện không? Có. Nhưng mà rồi mình đang ngồi ăn cơm, hay là mình sắp sửa mình đi đâu, một đứa nhỏ, con nhỏ xíu, nó chạy tới, nó lấy đôi dép, nó để sẵn cho mình. Nó có thiện căn không? Có. Như vậy thì trong mỗi chúng sanh ta đều có 2 căn, căn bất thiện và căn thiện, gọi là tự tánh thiện căn hay là tự tánh bất thiện căn. Xin lỗi đại chúng là không có trường, không có ai mở lớp tình yêu hết á. Tự nhiên tới tuổi đó cái nó nhìn cái đối tượng khác cái nó biết yêu. Không ai dạy nó làm thơ tình yêu mà tự nhiên nó xôn xao, nó buồn thương sao cái nó biết làm thơ. Tại sao tôi nhớ người ta? Tại sao kẻ lạ hóa ra bạn lòng? Tại sao bạn có biết không? Tại sao mới gặp mà lòng xốn xang? Rồi có nhiều khi nó đi tìm hoài nó không có, cái nó than nó rên. Có khi đi nửa cuộc đời cũng không tìm được một người mình yêu. Có khi chỉ một buổi chiều mình gặp người ấy, mình yêu đến giờ. Như vậy rõ ràng có cái chủng tử yêu thương ái luyến trong đó. Vậy thì trước hết mình phải nhận ra rằng chúng ta có một cái căn, đó là căn thiện và căn bất thiện. Cái đó gọi là tự tánh thiện căn. Trong mỗi chúng sanh có 2 cái điều căn lành và căn không lành. Thế thì bây giờ mình tu á là để mình nhận diện ra mình có căn lành và căn không lành, thì phải tìm cái môi trường để cho căn lành nó phát triển. Ví dụ mình hay giận mà gặp một cái người kế bên hay đốc, họ làm giám đốc mà họ không dám làm, họ không dám làm cho nên họ chuyên môn làm giám đốc, và mình là người bị đốc. Và khi bị đốc rồi là mình bị độc, phải không? Mình bị độc. Mà độc đó là gì? Là tham sân si, căn bản phiền não. Cho nên tại sao mình phải đi chùa? Tại vì chùa được định nghĩa là thân cận thiện xứ, viễn ly ác xứ. Là mình cái nơi mà mình gần được người lành, mình xa cái bất lành.
Pháp Hòa ví dụ vô chùa có giận không? Nhưng mà có giận cỡ nào đi nữa, có gây cỡ nào đi nữa, lời thô không có. Có gây với nhau gây chay thôi, không có gây mặn. Nếu mà mình cũng cái cũng một câu chuyện đó mà gây ở ngoài đường á, là biết bao nhiêu tiếng chửi thề nó có mặt. Nhưng mà ở trong chùa mà giận lắm, nói gì đi nữa không bao giờ chửi thề. Cho nên ở trong cái môi trường này, làm gì làm nó cũng tốt. Ví dụ nè, mình có cái tánh là lười biếng, bây giờ lỡ đăng ký vô dự khóa tu rồi, sáng 5 giờ ta thỉnh chuông báo thức, lăn qua lộn lại thấy ai cũng ngồi dậy hết, không lẽ mình nằm dài ra đó coi gì được. Cái thề là phải ngồi dậy, ngồi dậy đi ra với đại chúng. Như vậy thì cái môi trường này nó làm cho cái căn siêng năng của chúng ta phát triển, và nó làm cho cái căn lười biếng của chúng ta nó không phát triển. Cho nên tại sao khi một đứa con còn nhỏ, mình luôn luôn tạo cho nó, ngoài cái chuyện đi học chính, mình còn cho nó đi học võ, học đàn, học đủ thứ, để làm chi? Để đưa nó vào cái môi trường lành mạnh học tập, mà không để nó lãng phí thời gian. Và khi mà chúng ta đi vào một cái định nào đó, thì chúng ta không còn thời gian để lo việc khác. Cho nên thời khóa trong một ngày rất là chặt. Sáng mấy giờ dậy, mấy giờ tụng kinh, mấy giờ ăn sáng, mấy giờ nghe pháp liên tục. Để chi? Để mình không có rảnh rang để sanh bất thiện căn. Mà một trong những cái bất thiện căn của mình là ngồi hỏi thăm nhau, rồi một lát nữa hỏi thăm hàng xóm. Mà một lát nữa là chuyện hàng xóm nhiều hơn chuyện của mình. Cho nên rồi nó cứ tưới tẩm cái hạt giống bà Tám. Vì vậy cho nên thứ nhất là mình phải ghi nhận. Ghi nhận một điều đầu tiên là chúng ta có tự tánh thiện căn, và chúng ta phải nuôi dưỡng cái thiện căn đó. Thưa đại chúng, dù là người xuất gia, nhưng nếu mỗi ngày không có siêng năng tưới tẩm cái hạt giống xuất gia đó, cái cây mà mình mới vừa trồng đó cũng từ từ héo mòn, và đường tu mình nó không có tiến bộ. Bước đầu học đạo nó chỉ là bước đầu thôi, và ngay khi mà được cạo đầu, được thọ giới rồi, thì quý tôn đức thường nhắc nhở mình: các vị nhiều đời đã trồng căn lành, cho nên hôm nay mới được cái tướng gọi là phương đảnh viên bào. Viên đảnh phương bào là cái đỉnh của mình nó tròn, gọi là đầu tròn đó. Phương bào là áo vuông, gọi là đầu tròn áo vuông. Quý vị thấy cạo đầu á, cạo đầu tròn, đắp cái y á, hình vuông gì nè, thấy không? Đó là đầu tròn áo vuông. Rồi quý vị thấy cái áo hoặc hò quý vị mặc không? Cái cổ thì nó tròn, ở bên trong cái lưng á, đắp một cái miếng vải vuông. Đầu, cái đầu của áo thì nó tròn, cái bên trong phía dưới nó là vuông. Cho nên dù là mình một người cư sĩ tóc chưa cạo, nhưng mặc cái áo vặt hò đi chùa cũng nhắc nhở mình đầu tròn áo vuông, nghĩa là sống cho vuông tròn. Hai vợ chồng thương nhau nhưng hằng ngày không tưới tẩm hạnh phúc thì hạnh phúc cũng dễ vụt bay lắm. Cho nên bất cứ cái gì chúng ta có, chúng ta phải thường xuyên tưới tẩm, mà trong đó cái thiện căn của mình cũng vậy. Cho nên mỗi ngày tụng kinh không phải để Phật nghe, mà tụng kinh để mình tưới tẩm căn lành của mình. Đừng để cho cái căn lành mình nó mất. Nó khổ một cái, kinh thì khó thuộc, mà chuyện chúng sanh là mình thuộc lào hết. Quý vị để ý, nhà hồi nhỏ mấy chú tiểu ở chùa vậy, học mấy cái bài kệ mà thỉnh Đại Hồng Chung á, sáng nào cũng thức dậy thỉnh, chiều thỉnh: Hồng Chung sơ khấu bảo kệ cao ngâm, thượng thông thiên đường, hạ triệt địa phủ,
Tức là lần đầu thỉnh tiếng chuông đại hồng chung này, gọi là hồng chung sơ khấu, bảo kệ cao âm, là mình ngâm cái bài kệ này lên một cách hay. Bảo kệ cao âm thì mình mong rằng tiếng chuông này, lời tụng này, trên thấu thiên đường, dưới thông địa ngục, thượng thông thiên đường, hạ triệt địa phủ, học dữ lắm mới thuộc. Nhưng mà chỉ cần mà ngồi mà ráp lại chế bài đó thôi, hồng chung dưa hấu, bảo kệ dưa leo, thượng thông thèo lèo, hạ triệt đu đủ, nam mô vừa ru vừa ngủ. Chế xong rồi 5 phút sau ông nào cũng thuộc lào hết trơn. Có khi đôi lúc lên tụng là quên á, tụng bài đó đó. Thì quý vị mới biết rằng á, cái chúng sanh mình có một cái tập nghiệp, là cái gì thiện lành á mình lâu nhớ lắm, mà cái gì bất thiện là nhớ dài. Ví dụ thử bây giờ người ta nói xấu mình coi, không bao giờ quên. Hoặc là người nào người ta làm một cái gì đối với mình coi, hiếm khi nào mình quên lắm. Mà cái gì mà vui vẻ gần gũi mình hay quên. Đó, gần gũi nhất là lời kinh tiếng kệ. Cho nên tại sao chư tổ soạn ra cho mình một quyển gọi là kinh nhật tụng. Nhật là mỗi ngày, tụng, nhật tụng là kinh tụng mỗi ngày, kinh tụng hàng ngày gọi là nhật tụng. Tụng Di Đà, tụng Phổ Môn, tụng những cái bài kinh căn bản ngày nào cũng tụng. Tụng vậy chi? Để tưới cái căn lành đó. Niệm Phật để chi? Để tưới căn lành Phật. Ăn chay để chi? Tưới cái căn lành từ bi bất sát. Đứng trước bàn hãy đi ngang Phật chắp tay. Vậy thì khi mình chắp tay đó là mình phát triển cái căn lành cung kính. Chắp tay đó là để mình gieo duyên với Phật. Cho nên bất cứ việc gì chúng ta làm trong Phật Pháp mỗi ngày đều là tưới tẩm cái hạt giống đó. Cho nên đó, mỗi lần đi chùa đem áo tràng theo, mặc áo tràng lại Phật. Ai không có áo tràng thì mặc kín đáo lại Phật cũng tốt. Nhưng mà dứt khoát khi đi chùa là phải mặc kín đáo. Thì cái mặc kín đáo đó là mình gieo cái căn lành với Phật Pháp. Mà mình mặc mà không có kín đáo, nội người ta quở không cũng đủ mệt. Ê, đi chùa đi chơi vậy. Thấy không? Mình cho nên khi mà mình một cái mình khởi niệm, mình khởi đầu không có lành mạnh, không có để ý, thì người khác ta cứ dòm ngó mình hoài, ta cứ nói, ta gieo cái hạt giống vô đó. Thành thử ra thế mà mình làm cái gì thiện cho mỗi người đi ngang nói một câu. Thí dụ bây giờ cái bình hoa này đẹp nè. Chà, đẹp ha. Một người nói, hai người nói, ba người nói. Mà cái bình hoa này mà cắm không đẹp, mà để không dễ thương á, bình hoa kỳ cục. Ta nói riết cái này nó cũng tiêu. Cho nên trước hết là mình ghi nhận mình có tự tánh thiện căn. Trong đó có vô tham, vô sân, vô si. Mà vô tham nghĩa là mình có giới, vô sân là có định, vô si là có tuệ. Người tham sân si thì phải lấy giới định tuệ tu. Cho nên Tôn Ngộ Không á, là tượng trưng cho sân. Trư Bát Giới là tượng trưng cho tham. Sa Ngộ Tịnh là tượng trưng cho si. Ba nhân vật đệ tử của Ngài Huyền Trang ở trong Tây Du Ký đó là tượng trưng cho tham sân si. Mà cái anh mà ảnh sân á, ảnh si, ảnh tham á, anh nào cũng phải tu hết. Cho nên đi theo đường tăng để đi thỉnh kinh. Sáng nay đại chúng ngồi đây 500-700 người, có đem đệ tử mình theo không? Có. Ba đứa đệ tử tham sân si của mình nó theo mình suốt mà. Mình đi đâu nó đi đó. Mà hễ mà tới giờ ăn, mà tới phiên nó tới, mà hết cái món nó thích là bắt đầu nó hơi quạo rồi đó. Là khi lúc mà khi mình nó quạo lên rồi thì mình nhớ nói với nó là tu nghe con. Bữa nay mình tu. Thành thử ra thưa đại chúng là vô tham, vô sân, vô si là 30 đức tánh tốt. Mà muốn vô tham thì mình tu cái gì? Vô tham là giới, vô sân, khi người không có sân là có định,
Người không có si là có trí tuệ. Người không có tham là nhờ có giữ giới. Tham thì nó nhiều loại tham lắm, không phải chỉ tham tiền, tham ăn, còn nhiều thứ tham. Mà hễ mà thiếu giới là cái tham nó sanh. Rồi, đó là một cái. Nhớ cái căn đầu tiên ha. Căn lành đầu tiên là tự tánh thiện căn. Mà mình biết rằng mình có tự tánh thiện căn thì phải tìm môi trường để cho cái thiện căn đó nó sanh. Nhưng mà ngược lại, thí dụ một cái người đó họ nghiền thuốc lá, sau khi họ bỏ thuốc lá rồi mà họ còn đang mới quá, mà họ gần những người mà đang hút coi, có thể họ sẽ trở lại hút thuốc đó. Nhưng mà nếu như họ dứt khoát họ bỏ, họ cố gắng họ tìm những người bạn không hút thuốc gần gũi với họ thì sẽ giúp cho họ, bởi vì vượt được cái trở lại cái sự hút thuốc của mình. Cho nên á, cái bất thiện căn nó cũng có, nhưng mà nếu chúng ta cứ sống hoài trong môi trường đó thì bất thiện căn nó sanh. Cho quý vị thấy mấy đứa nhỏ đó, tuy nó nhỏ nhưng mà nó đã biểu lộ tham sân si ở nơi đó, thì mình làm cha làm mẹ làm ông làm bà không nên tưới nó. Ví dụ nó đang đi mà nó thấy con kiến đó, nó rượt theo nó đạp á, mà cha mẹ ông bà hay lẹ lên con, lẹ lên, đạp lẹ lẹ, ô chà đạp chết giỏi quá. Rồi đôi khi nó đi ngang một cái bàn, nó đụng cái bàn đó, cái nó khóc lên, cái mình nói ô trời ơi, cái bàn hư quá, cái bàn làm cháu bà nội hư ha, đau ha, để bà nội đánh nó nghe con. Cái mình lợi cái bàn mình hư nè, làm cháu bà hư. Đó mình tập cho nó đó, mai mốt ra đường ai đụng con cứ đục nó đại đi. Mình tưới tẩm cái đó, phải không? Nếu ngược lại sao mình không nói trời ơi, ồ con đau, mình làm cái bàn đau quá con, thôi mình lại mình xin lỗi cái bàn nghe. Mình dạy cho nó, hễ đụng là có lỗi của nó. Cái bàn ta ở đó, tại sao nó đi nó không thấy? Mình phải tưới tẩm cái hạt giống thiện nó ngay từ thuở nó nhỏ, chứ không nên làm ngược lại. Ví dụ như á, nhiều lúc á, nó tham, nó giành ăn của đứa em, đứa anh nó. Thật ra đối với con nít là nó không có tội lỗi gì. Nhưng mà mình biết rõ ràng cái chủng tánh bất thiện nó đã bắt đầu sanh khởi khi nó đã còn nhỏ. Tại sao nó cứ ngồi nó ăn của nó không ăn, mà cứ của người khác nó trèo qua nó bóc, phải không? Hoặc là nó ganh tị thế này thế kia. Phải dạy nó. Vì mình, xin lỗi đại chúng, cái tâm mình nó cũng giống như một đứa nhỏ vậy đó. Tuy rằng cái xác mình lớn, chứ nhiều khi tâm mình nó nhỏ xíu à. Có nhiều khi cái xác mình 200 pound á, mà cái tâm từ bi của mình nó có 100 gram à. Mà cái tâm sân giận, tâm phiền não của mình nó tới 10 ký rồi. Cho nên á, mình chăm sóc tâm cũng như mình để ý một đứa nhỏ. Nó vừa đứng lên là mình phải theo dõi nó rồi. Mà mình nuôi con á, là mình để ý tính con, để rồi mình tìm cách giáo hóa nó. Cho nên Pháp Hòa rất là thương các bậc cha mẹ từ nhỏ đã thấy con mình sao tánh tình nó hung hãn và luôn luôn chạy tới quý thầy, nhờ quý thầy tìm cách nào, chỉ cách nào để giúp cho con của con, dạy cho con, nuôi dưỡng con. Đó là những bậc cha mẹ thấy được cái căn tánh bất thiện của đứa con mà nuôi dưỡng nó. Để chúng để ý, rồi bản thân mình cũng vậy. Đôi khi cái chuyện rất là nhỏ mà mình vẫn chấp, mình giận, mà bao nhiêu người khuyên mình vẫn không buông được. Đó rồi mình thấy cái đó là mình dở. Và mình phải thấy cái hạt giống bất thiện đó, hay hờn mát hay giận hờn, thì từ đó mình phải tập dần đi. Bởi vì nếu mình muốn làm người giải thoát, cái đó nó không làm mình giải thoát được. Nó không làm mình giải thoát. Bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng là Việt Nam mình á, muốn giúp cho người khác giải thoát bằng cái ý niệm này. Thậm chí một người đó thiếu nợ mình, hay là khi còn sống hai người giận nhau, vậy mà nghe tin người đó chết, mình đích thân tới thắp cây nhang. Còn sống tôi với anh phiền não với nhau ha, thôi hôm nay nha, tôi thắp cây nhang này cho anh, tiễn anh. Nghĩa tử là nghĩa tận. Nghĩa tử là nghĩa tận, nghĩa là cái sự mất mát này mình giải quyết với nhau trong đời này luôn. Hồi đó tôi với anh đánh bài,
anh mượn tôi 100 mà anh quên trả. Mà giờ mà tôi không xóa cho anh là anh nợ tôi. Thôi bữa nay tôi thắp cây nhang cho anh nghe, tôi với anh xù. Xí xóa. Mình có giận người kia nhưng sau đó nghe người đó chết, mình không tới được phải không? Trong tâm mình khởi, anh A, anh B gì đó, tôi nghe tin anh mất rồi, thôi tôi với anh xả nha. Những gì mình không vui với nhau bỏ hết nha. Anh có lỗi với tôi cũng tha thứ. Mà nếu tôi có lỗi với anh, mình tha thứ cho nhau. Đó, đó là ý niệm của giải thoát đó. Mà bây giờ mình tu là mình phát tâm đại thừa, gọi là tâm cầu giải thoát, mà mình thoát không nổi những cái ràng rịch nhỏ nhí đó, làm sao mình cái căn lành mình phát triển. Cho nên á, một người xuất gia rồi đó thì tâm của mình phải rỗng rang, không còn những cái chấp trước bình thường. Thế là chúng ở đây tại San Jose có một bà cụ năm nay 86 tuổi. Bà niệm Phật buổi sáng không à, một ngày buổi sáng từ 8 giờ tới 12 giờ là 30.000 câu. Một buổi sáng niệm 30.000 câu niệm Phật. Ăn chay trường. Bà nói với Pháp Hòa, con không có dám lập bàn Phật sang trọng, bây giờ già rồi, để cái bàn Phật đơn giản để hàng ngày niệm Phật thôi, để khi mình đi cho nó nhẹ, chứ giờ mua đồ tốt quá lỡ tiếc. Quý vị thấy không, cái tâm ý mình đâu có nghĩ tới chuyện đó đâu. Mình có bằng Phật là mình muốn mua cho thiệt là đẹp, để Phật cho trang nghiêm. Nhưng mà bà cụ này tu tập mà cái tâm giải thoát đến mức độ như vậy. Nói như vậy không có nghĩa là mình mua đồ tốt cúng Phật không được nha. Nhưng mà ở đây Pháp Hòa ý muốn nói, nếu quý vị có tốt đi nữa, có bằng Phật tốt, tốt chứ, trang nghiêm Phật đường, nhưng mà nhớ này là tạm, này là tạm thôi. Nếu mình có đi á, bây giờ mình trang trí cho trang nghiêm vậy để giúp cho mình hướng tâm về Phật, phải không? Nhưng mà khi có xả đi nữa, để lại cho con cháu xài, không có đem theo được, lỡ sợ uổng nó, để lại cho con cháu xài đỡ tiếp. Mình cái tâm của mình ngộ lắm, cho người dân mình không cho, chứ cho con cháu cho liền. Cho nên thôi để giúp cho mình giải thoát nó, để lại con cháu. Nhưng mà ở đây Pháp Hòa chỉ muốn ví dụ cái tâm giải thoát của chúng ta. Thậm cho nên nó trong bát giải thoát đó, 8 bước giải thoát đó, nó có 2 cái bước đầu. Một là đối với thân. Đối với thân, chúng ta đừng có thương cái thân, gọi là lưu luyến cái thân. Nói như vậy không có là mình khinh xúc nó, mình vẫn chăm sóc nó, bảo hộ nó, nhưng mà biết thủy chung nó cũng giả, rõ ràng là nó tạm. Mới ngày nào mình đi dài cao gót, bữa nay có cây gậy kế bên, không? Mới ngày nào tóc mình bới đẹp, bữa nay phải cắt gọn lên tại bới hết nổi rồi. Cho nên tất cả đều thay đổi. Rồi đối với thân quán như vậy, đối với cảnh vật bên ngoài mình cũng quán như vậy. Được hai cái bước giải thoát thân và vật chất xung quanh. Cái thiện căn thứ hai chúng ta gọi là công đức thiện căn. Ở nơi tự tánh của chúng ta có đủ bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Pháp Hòa ví dụ, một cái người đó không biết gì về Phật Pháp hết, không biết chuyện tu hành, nhưng mà đi ngang thấy một người đứng một cái bà cụ xin tiền, tự nhiên người đó móc tiền cho. Vậy thì người đó có tự tánh bố thí không? Mặc dù không biết về Phật Pháp hết á, nhưng mà thấy cái người khổ họ biết đem tiền ra cho, tự tánh bố thí. Rồi họ đang đi lái xe, họ lái xe vậy mà họ thấy cái bảng để là khu vực của trường học, tự nhiên lái chậm lại. Họ thấy cái đèn vàng họ lái chậm lại, mà họ thấy đèn đỏ họ ngưng hẳn. Họ tuân thủ những cái luật lệ căn bản trên đường đi. Thậm chí là họ đi chợ,
giá bao nhiêu họ đem ra tính nhiều, chứ không có lén lén họ lột cái giá khác họ để vô. Vậy thì người này có tự tánh trì giới không? Mặc dù không biết gì Phật pháp à, nhưng mà căn bản nhất người ta vẫn biết rằng phải giữ luật, bố thí rồi, trì giới rồi. Dù người đó không biết tu hành gì hết, nhưng mà họ cũng biết được rằng thôi chuyện không đáng, nhịn nhường đi. Có nhẫn nhục không? Có. Bố thí, trì giới, nhẫn nhục. Họ làm một cái điều gì họ hứa với người ta rồi, mặc dù 4-5 giờ sáng họ dậy họ vẫn làm, tại vì họ hứa với bạn bè làm cái đó rồi. Có tự tánh của tinh tấn không? Có. Như vậy nơi mỗi chúng sanh đều có tự tánh căn lành của công đức, đó là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Căn bản ai cũng có tự tánh đó hết, có tự tánh thiện căn của công đức. Nhưng đối với người Phật tử cái này nó trội hơn nữa. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta được trợ duyên bởi, một là giáo lý Phật pháp nhắc mình bố thí, rồi hai nữa là gì? Những cái cảnh bên ngoài nó giúp cho sáu cái thiện căn này phát triển. Bây giờ mình muốn bố thí mà không ai xin lấy gì cho. Giờ mình muốn trì giới, mình muốn thiền định, mình muốn nhẫn nhục, mà không có những cái cảnh nó đến thì làm sao mình phát triển được cái đó. Cho nên nhiều khi trong một việc làm nó đủ cả sáu độ. Phong hòa ví dụ như quý vị đi chùa làm công quả, bây giờ trong việc làm công quả của mình có đủ lục độ không? Có nè. Mình cung hiến thời gian của mình, nấu ăn, đi chợ, quét nhà, sắp xếp cho đại chúng. Như sáng nay có những anh tới chùa thật là sớm, đứng ở các bãi đậu xe để điều khiển các chiếc xe vào bất chấp nắng gắt. Có những vị lái chiếc xe bus ở đâu bãi đậu xe đâu đây đó, để lái chở từng đoàn người Phật tử về đây để tham dự. Vì quý vị thấy rõ ràng người này có bố thí không? Bố thí thời gian, bố thí công sức. Nhưng mà trong khi bố thí thời gian như vậy á, có trì giới không? Giữ luật nha, lái xe cho cẩn thận, phải đụng đâu đậu đó nha. Nhiều khi Phật tử đi chùa mà không đậu xe ẩu á, đi ra có cái ticket. Pháp Hòa nghe nói kỳ rồi á, 20 tháng 5 Pháp Hòa ghé đây đó, Pháp Hòa cũng cống hiến một số ticket cho City. Có những Phật tử đậu sai chỗ bị phạt. Trong việc làm lành của mình cũng phải có trì giới, tại không là mình sẽ phạm luật. Nhẫn nhục, trời ơi, đâu phải kêu người ta đậu xe ở đâu người ta đậu đó đâu. Đôi khi người ta cãi lời mình, đôi khi người ta mắng mỏ lời mình, phải có nhẫn nhục. Trong bố thí phải có nhẫn nhục, trong bố thí phải có trì giới. Ví dụ như là con đem này cúng chùa đi con, má mới ăn cắp được thằng kia đó. Thí dụ vậy đó. Hay là nói con nhỏ này nó mới ăn cắp cho thuốc này con, nó bán rẻ lắm, mua cúng chùa con, mua đồ ăn cắp cũng không được. Còn mình mua ăn đồ ăn cắp mình cúng chùa là mình đang khuyến khích người khác ăn cắp dữ lên nữa. Mà với một câu trời ơi chị bán rẻ ghê, tôi mạo hết cúng chùa. Bà kia bà nghe cũng an ủi ha, mình ăn cắp mà người ta cúng chùa cũng hay. Chứ quý vị thấy trong bố thí mà không có trì giới thì nhiều khi cái bố thí đó cũng có một phần không phải trì giới. Rồi khi mình làm mà người ta khen chê mà mình bỏ cuộc đó, trong bố thí phải có nhẫn nhục, trong bố thí phải có định tĩnh. Bố thí cách nào? Tùy theo người mình cho chứ. Ví dụ như cái người đó, người ta lạnh mình cho áo lạnh. Ví dụ như mùa trời đang nóng bức như vậy nè, mà mình đem được con chai nước lọc hay cây quạt tới là nó đúng lúc. Nó lạnh không mát, trùm mền mát. Thì nó hỏi chi vậy? Người ta nhìn vô thấy hiếu thảo quá, nhưng mà hiếu thảo không đúng lúc. Trời đang nóng vậy mà lấy trùm mền. Thì làm cái gì nó phải đúng việc. Thì cái đó là định và trí, nó giúp cho mình thấy được. Cho nên trong mỗi việc làm á, một độ thôi, bố thí
nó có 5 độ khác là trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Nhưng ngược lại, trì giới cũng là bố thí. Tại vì sao? Ví dụ đèn đỏ mình phải dừng, thì mình làm cho người khác an toàn, không mất tánh mạng. Như vậy thì ngay cái trì giới, giữ luật đi đường, là mình cũng giúp cho người khác giữ được tánh mạng, là mình bố thí cho người khác. Hay là thậm chí là mình chở một cái người khác đi chùa, nhưng cũng phải giữ luật. Cho nên tất cả việc làm của chúng ta nó đều phải có một độ mà có những độ khác. Và từ đây chúng ta sẽ nhận rằng không phải đợi mình là Phật tử mình mới có thể phát triển được 6 cái chủng tánh căn lành của lục độ trong mình, mà ai cũng có. Người đó không phải là Phật tử, không biết chi tu hành, nhưng nơi tự tánh họ cũng đã có cái đó rồi. Nhưng mà đặc biệt hơn, mình là một Phật tử thì cái cơ hội mình hiểu rõ cái này hơn, nhiều hơn. Ví dụ như trong bố thí, bố thí nó có 3 loại: bố thí tiền, bố thí pháp, bố thí vô úy. Rồi trong cái bố thí tiền tài đó, nó có 2 loại: nội tài, ngoại tài. Thấy không? Vì cho nên khi mình là một Phật tử, mình học cái một cái giáo lý về bố thí thôi mà rất nhiều cách. Và thậm chí khi bố thí phải thấy vật, thấy mình, thấy người nhận đều đi đến cái chỗ vắng gọn, vắng lặng, gọi là tam luân không tịch. Tam luân không tịch là gì? 3 cái vần vắng lặng đó là mình là người cho, người kia là người nhận, đây là của cho. Thế gian á, thì người ta vẫn cho, nhưng mà ta làm sao? Nhớ nha, tôi giúp anh á, bữa khác anh không giúp là tôi giận. Nhưng mà Phật tử á, mình bố thí tới chỗ viên mãn hơn, màu nhiệm hơn, là không thấy mình là người thi ơn, người kia là người nhận ơn, đây là vật cho. Chẳng qua mình phải thấy rằng mình có duyên lành, được có của để cho, đúng lúc người kia cần để nhận cái này, và rất may là mình còn cái phước có cái của này để cho. Như vậy rõ ràng chẳng qua là mình đủ duyên lành, phước đức để làm thiện thôi, chứ không có gì hết. Bây giờ ví dụ mình có khả năng cho, có của cho, mà không ai xin thì lấy gì mình cho? Cho nên người cho cũng phải cảm ơn người xin. Nhờ người xin mà mình mới thực hiện được cái tâm nguyện bố thí của mình. Đó, đối với một người đời, người ta vẫn bố thí, nhưng bố thí người ta là quan niệm là ban cho chấm hết. Ai không nhớ tôi giận, ai không làm ơn lại cho tôi buồn. Nhưng người Phật tử, mỗi một cái độ của mình có sâu sắc hơn về giáo pháp, có sự tu tập, cho nên cái thiện căn về bố thí của mình sao? Nó tăng trưởng mà nó không đứt ngang đó. Ví dụ như thôi tôi không có làm lành làm thiện gì nữa hết, tôi toàn gặp người phản không à, tôi làm lành cho người ta mà tao phản bội, người ta không tốt với tôi ngưng, tôi không làm nữa. Đó là thế gian. Nhưng mà Phật tử mình thì bố thí khác rồi. Không sao, biết đâu đời này tôi thấy vậy, chứ biết đâu chừng đời trước tôi nợ họ tôi trả. Rồi hay hơn nữa là không sao, tại vì ngay khi làm là tôi đã không nghĩ gì rồi, cho nên giờ họ nhớ hay không tôi đâu có buồn. Quý vị thấy được cái chỗ đó không? Sâu sắc hơn của người Phật tử bố thí. Cái đó gọi là gì? Công đức thiện căn. Ngay khi mình nhẫn nhục, mình nhiều khi khoe, trời ơi chị biết không, tôi bây giờ tôi giỏi lắm nha, nó chửi tôi nín à. Nhiều khi mình nín không phải mình giỏi đâu, mình biết tẩy mình rồi. Mình biết mình có lỗi chút trong đó. Hoặc là đôi khi mình nhịn xong rồi nói đâu có gì đâu. Mình nhịn được thì cứu vãn được tình thế. Cho nên á, người Phật tử á, chúng ta vẫn làm bất cứ tất cả những việc lành như chúng sanh bình thường ta làm. Thế gian ta cũng có những hội từ thiện, ta bố thí, ta làm những việc lành vậy. Nhưng mà người ta dễ ngang đó ta ngưng, nếu việc lành đó không thỏa mãn người ta nữa, không thoải mái người ta nữa. Nhưng mà đối với người Phật tử, mình quán chiếu sâu sắc hơn về cái căn lành của mình, và phải thấy rằng đó là cái căn lành, cái phước đức của mình, chứ không phải là chuyện bình thường.
Quý vị thấy là bây giờ nội cái chuyện nghe pháp thôi. Mình có thiện tâm muốn nghe pháp, nhưng không ai giảng pháp lấy gì mình nghe. Rồi bây giờ nếu có người giảng pháp mà không có một phương tiện truyền tải tinh vi như bây giờ, để lên trên YouTube thì lấy gì mình nghe? Phải không nè? Thành thử ra mình mới thấy rằng mình có căn lành muốn nghe pháp, nhưng trong đó cũng có cái phước để căn lành đó tăng trưởng, là phương tiện để giúp cho căn lành này tăng trưởng. Cho nên nhiều khi á, mình bố thí, mình tâm mình muốn cho mà khổ nổi không có của, không có gì để cho, phải không? Rồi bây giờ có mình có của mà không ai đến cần cái đó, mình cũng chịu thua luôn, phải vậy không? Cho nên người Phật tử phải thấy được cái căn lành thứ hai mình phải có là thiện căn phước đức. Và chính vì vậy cho nên mỗi lần mình làm được việc gì là luôn luôn nói với mình, đây là thiện căn phước đức chứ không có thi ơn gì cho ai hết. Cho nên người ta nhớ không là bình thường, đây là tôi đang tưới tẩm thiện căn phước đức của tôi, được không? Rồi, thứ ba gọi là tịnh giới thiện căn. Đó, hôm nay quý vị mà đi chùa Phật tử căn bản là giữ năm giới nè, rồi đi xuất gia gieo duyên thọ 10 giới nè, mỗi tháng về chùa thọ bát quan trai giới nè, rồi tu năm giới thời gian, rồi sinh thọ tới thập thiện giới nè, rồi tại gia Bồ Tát giới nè. Không có người nào trong hàng ngũ đệ tử Phật mà không có giới để hành trì. Tùy theo cái môi trường, cái hoàn cảnh của mình. Mình là cư sĩ tại gia thì giữ 5 giới, được đi xuất gia thì giữ 10 giới, rồi đủ thời gian tu tập rồi thọ trì tới 250 giới, vân vân. Và bây giờ mình là người cư sĩ mà muốn tu quá, muốn xuất gia quá, không được trọn đời, thì Phật phương tiện cho mình thọ bát quan trai giới. Thật ra bát quan trai giới hàng tháng quý vị thọ đó cũng là giới xuất gia rồi đó, nhưng mà làm gọn lại thành 8 giới và thời gian tu là 24 tiếng. Cho nên mỗi tháng đi xuất gia 1 lần. Mỗi tháng đi xuất gia 1 lần là do cái ngày tu bát quan trai đó. Mà mình phải làm sao tưới tẩm cái đó để cho cái căn lành về tịnh giới của mình phát triển. Pháp Hòa ví dụ, có nhiều khi mình giữ giới thời gian sau cái mình thấy bình thường quá. Đôi khi mình bây giờ mình hết cái tham thô rồi, bắt đầu tới cái tham tế, cái tham vi tế không có. Mà ngay cả khi cái sân mình không có nổ lên, nhưng mà cái sân nhỏ nhỏ cỡ sân này nhiều lắm. Sân phi trường không có, chứ cái sân nhỏ nhỏ nhiều. Cho nên mình phải biết rằng đời này mình nghe giới mà mình phát tâm mình lãnh nhận được á, là mình biết mình tưới tẩm, mình đã có căn lành về tịnh giới. Và khi quý vị thọ giới, cái nào mình đã giữ vững được tốt á, là phải biết rằng mình đang tưới vào cái căn lành đó. Còn cái nào mình chưa được thì phải cố gắng tưới để cho cái hạt giống trì giới đó nó phát triển. Ví dụ như mình cái gì cũng được, có cái tật nói dốc bỏ không được, cái đó cũng làm một cái gì cũng tốt hết à, có cái tật nói dốc. Còn không thì cái tật nổ, pháo đại, pháo tiểu, cỡ nào mình nổ cũng được hết. Thì mình biết cái đó cũng là cái tật của mình. Hoặc là đôi khi á, mình không có nói dốc nói dối, nhưng mình có một cái tật hay rủa xả người khác, hay mắng hay rủa người khác, thì biết rằng cái đó cũng là thuộc về ác khẩu, đừng có tưới cái đó. Cho nên mình ở trong chùa đó, mình sống trong một cái đời sống người Phật tử thôi, tu tập Pháp Hòa nói chung á, đều là cái cơ hội để mình tưới tẩm sự trì giới của mình thôi. Đừng có nghĩ là vô chùa mình mới trì giới, mà khi mình trì giới rồi là ở đâu mình cũng trì giới được, ngay trong nhà của mình. Vợ chồng nói chuyện với nhau là không bao giờ gọi mày tao, dù có giận lắm là ông với bà, tôi với ông thôi, hay bà với tôi thôi, là nghe nó cũng đã hơi không có ngọt rồi đó. Nhưng mà nếu mà mình nói tới những lời thô hơn nữa thì mình đang tưới vào trong tâm thức mình những ngôn từ không dễ thương. Mà nó ngộ cái lúc giận nói vậy đó, mà tới hồi thương bắt đầu quề lại cái anh em
nghe nó mắc cỡ. Nói lại mắc cỡ. Mới hôm qua tôi với ông mà nếu mày với tao là nghe nó còn thô dữ nữa. Chứ không nói. Cho quý vị thấy không, người tu trong chùa gọi nhau là huynh đệ, thầy trò. Giận lắm mà thầy mình mà giận mình lắm là kêu mình bằng ông. Chứ người tu không có bao giờ xưng với nhau mày tao hết á. Nghe nó không có dễ thương. Trong miền Nam á, thì ví dụ ở dưới miền Nam mà các thầy mà hay ở ngoài đời đó, tụi mày là nghe dữ lắm rồi đó. Tụi mày tụi bay. Cho nên á, tất cả ai cũng có cần phải tưới tẩm thiện căn về tịnh giới. Quý vị đừng có sợ quy y. Mình quy y là để mình biết mình là một Phật tử. Mà mình có làm gì đi nữa đó, cũng nhớ là Phật tử, cái mình cũng rút tay lại bớt. Mà lỡ mình làm sai á, thì tự nhiên cái tâm nguyện mình là Phật tử nó nhắc nhở mình sanh được cái tâm tàm quý hối hận, đỡ. Có nhiều vị nói thôi tôi không quy y đâu, quy y rồi lỡ làm tội. Bộ không quy y là làm không tội hả? Mình quy y rồi mình có làm đi nữa, mình thứ nhất là mình nương tay, thứ hai là mình gọi là gì? Hối hận tàm quý. Có nhiều người ăn trộm nha, nhưng mà vô lấy xong rồi nói thôi để lại nít cho gia chủ người ta xài, thì cái tên ăn trộm đó cũng còn chút gì? Chút lòng thiện, còn chút lòng bố thí, chứ không thôi là vơ vét sạch sẽ. Cho nên thưa đại chúng là căn lành về tịnh giới. Rồi cuối cùng là cái căn lành tối thắng. Hồi nãy Pháp Hòa thưa là một là mình có gì? Chủng tánh thiện căn, phước đức thiện căn, tịnh giới thiện căn. Bây giờ là tối thắng thượng thiện căn. Hồi tối hôm qua Pháp Hòa có thưa là thù thắng là gì? Là mình những cái gì mình làm mà tới cái chỗ viên mãn rốt ráo vượt trội đều là thù thắng hết. Đều là thù thắng hết. Cho nhiều khi á, mình có nhẫn, mình có tinh tấn, nhưng mà chưa tới chỗ dũng mãnh tối thắng. Thì căn lành của mình mỗi ngày mỗi chút, chủng tánh thiện căn mình ghi nhận, công đức thiện căn mình ghi nhận, tịnh giới tịnh thiện căn mình tu tập, thì mình đưa ba cái này tới cái chỗ gì? Tối thắng. Tối thắng. Tại là cái nào mình cũng quán chiếu được hết. Và khi bất cứ việc gì nó xảy đến, chúng ta đều nhắc nhở mình, này là thiện căn công đức, đây là cơ hội để mình tạo phước. Trong kinh đó, Đức Phật có nói á, mình có hai loại nghiệp, nghiệp cũ và nghiệp mới. Đấy. Thí dụ bây giờ nè, cái nghiệp cũ của mình đó, là mình có những cái mắt tai mũi miệng đây. Nhưng mà mình nhớ là cái mắt tai mũi miệng mà mình đang có lành thiện đây là thiện nghiệp đó nha. Nhưng mà nếu mà chúng ta dùng cái thiện nghiệp này mình nói lời lành, nói lời phải, thì đây là mình tiếp tục tạo nghiệp mới ở thiện nghiệp. Nhưng mà ngược lại, nếu mình dùng cái miệng của mình, âm ba của mình mà mình nói những điều không lành, thì đây là mình đang tạo nghiệp bất thiện. Dùng cái nghiệp thiện mà đem đẩy nó dần lui để tạo cái bất thiện nghiệp ở nơi miệng của mình. Lẽ ra mình có tiếng nói trong suốt, mình có cái căn lành về khẩu, thì mình phải nói lời lành chứ, để tạo tiếp cái phước lành cho cái nghiệp miệng. Tại sao chúng ta lại đi nói những lời không hay để tạo cái nghiệp bất thiện của miệng? Cho nên riết rồi lâu lâu mình lấy cái nghiệp thiện mà chuốc lấy cái nghiệp bất thiện. Nói theo thế gian bình thường là có phước mà không tạo phước thêm, mà chúng ta dụng phước quá nhiều mà dụng không đúng, thì lâu ngày cái phước này nó mòn. Quý vị hiểu ý mà nói vậy đó. Ví dụ như bây giờ mình có cái đó, mình có tiền thì nó rất là tiện đó, chữ tiền là dấu huyền, nó rất là tiện là dấu nặng đó. Rồi mình phát triển nhanh nhẩu lên là tiện, phải không? Mà mình có tiền sử dụng rất là tiện, và thăng tiến lên thì mình là tiền.
Còn nếu mà không biết á, mình đánh bài, mình làm những điều không đúng, cái nó thành dấu ngã là tiễn. Cũng chữ đó thôi. Cho nên hồi nhiều khi ta nói chơi á, ta nói thiện tai, thiện tai. Thật ra cái chữ đó là thiện thay là lành thay, lành thay. Mình nói thiện tai, thiện tai. Hỏi thiện tai là gì? Không thiện là sẽ có tai. Người không thiện là sẽ có tai. Cho nên hôm nay Pháp Hòa nhân cái cơ hội đại chúng phát tâm về chùa tu tập xuất gia gieo duyên, và đồng thời tất cả Phật tử chúng ta ai cũng làm những điều rất là lành thiện trong Phật Pháp, thì Pháp Hòa muốn chỉ thêm cho đại chúng thấy lời Phật dạy, để chúng ta nhận những cái căn lành trong ta có sẵn, để chúng ta phát triển cái đó, tưới tẩm cái đó. Ngày nào mình cũng tụng kinh thì nhất định lời kinh đó sẽ đi vào tâm mình. Tưới mà, mình tưới mà. Rồi khi mà cái gì nó đến thì tự nhiên những lời kinh đó nó đi ra, nó giúp cho mình. Lúc đó mình mới hiểu được thế nào là hoa khai kiến Phật, ngộ vô sanh. Đâu phải đợi lên cực lạc mới hoa khai kiến Phật. Một câu no, một câu lành thiện nồng trong tâm mình mà lúc mình phiền não nó khởi lên mà cái câu pháp nó đi ra đó là hoa khai. Hồi nãy là cái giận nó bùng lên thì không có hoa khai kiến Phật mà hoa khai kiến lửa. Nhưng mà nhờ một câu pháp, thí dụ mình làm đó, tự nhiên có người đi ngang không có làm mà chê, tự nhiên cái câu pháp này nó khởi lên. Ai nói mình hay dở, ta khoan vội trách hờn, khen chê là bài học cho mình sống tốt hơn. Cái câu đó đó nó bùng lên trong tâm mình. Ồ, khen chê là bài học cho mình sống tốt hơn. Hồi nãy mình cung vậy nè, với cái người chê đó, vừa dứt cái câu đó, A Di Đà Phật, hoa khai kiến Phật, ngộ vô sanh, không còn khởi bất cứ một niệm nào nữa. Còn hồi nãy là mình chuẩn bị hoa khai kiến lửa rồi đó, không có làm, đừng có ở đây lộn xộn. Người ta lộn xộn rồi mình theo câu này nữa, cái nó lộn xộn lên nữa. Giờ người đó lộn xộn, mình vẫn định thì cái lộn xộn này nó yên. Hôm tuần rồi á, ở chùa quét bụi, dọn dẹp quét bụi thì bụi nó bung lên. Thì Pháp Hòa mới lấy một cái chậu nước á, Pháp Hòa rải trên cái bụi đó. Thì Pháp Hòa mới nói với mấy chú tiểu ở chùa á, Pháp Hòa nói con biết không, hồi ở Việt Nam á, buổi trưa bụi dữ lắm, gió nó bay. Những nhà nào mà mặt tiền có bụi hay ta đang làm gì mà ta muốn không bụi, ta lấy nước ta rải lên, để chi cho nước á, nó quện với cái bụi đó, mình quét á, bụi nó không tung. Người tu của mình cũng vậy. Thầy nhìn cái cảnh đó mà thầy quán, thầy thấy rằng á, lời pháp của Phật nếu mình nghe mà mặc dù chưa có thấm đất, giống như mình thấm trong tâm mình nhiều đi nữa đó, nhưng mà một giây phút nào mình mà bụi bặm nó bay lên mà mình có một chút nước pháp mà rưới lên, tuy nó không thấm đất nhưng ít nhất nó cũng lắng đựng lớp bụi trên. Quý vị hiểu và nói vậy đó. Thì cũng như thế, như nãy cái câu và nói, cái câu đó nói ra xong rồi mình chưa có thành Phật thành tiên gì cả, nhưng mà cái câu đó ra như một cái giọt nước, một cái spray nước, nó làm cho những cái bụi phiền não sắp bung lên á, quên lại, quét. Thành thử ra quý vị thấy rằng tu Phật là cái gì? Là mình làm sao mình đủ niệm, đủ định, đủ tuệ để các pháp xung quanh mình biến thành Phật pháp hết. Cho cái câu mà hay nói đó, nghĩa là tất cả mọi nơi chốn đều là Phật pháp, mà con không rõ mới theo dòng vô minh. Vì thế mà trong trí Bồ Đề mà thấy không thanh tịnh, trong cảnh giải thoát mà sanh ràng buộc. Thật ra trong cảnh giải thoát mà sanh ràng buộc. Cho nên á,
quý vị cứ nhớ cái hình ảnh Pháp Hòa nói. Ví dụ mình chưa khởi lên được thì ít nhất một cái chút xíu nước pháp nào rưới lên, một câu niệm Phật tắt lửa sân si, phước đức ai bì, dạy gì không niệm. Nắm muối dù có mặn, vào sông muối sẽ tan, hận thù sẽ tan biến, với tâm người thênh thang. Nói xong rồi á, mai mốt nó giận tiếp, nhưng mà ít nhất bữa nay nó không có phun ra, cứu vãn được một ngày. Pháp Hòa hay thưa đại chúng á, người ta làm lúa đó, ta đập lúa xong người ta giục mấy cái bó lúa qua bên, mình nghèo mình không có tiền đó, mình đi tới mấy cái bó lúa mà người ta bỏ đó, lượm mấy cái hột lúa đó lại, chịu khó lượm hết 100 bó, ít nhất cũng có được lon gạo. Tu bây giờ là tu bòn tu mót, tu bòn tu mót, mình không có giàu có như ai, nhưng mà thôi bòn mót cứ ngàn hột lúa, mà 100 bó lúa mà người ta bỏ ra ngoài mà mình lượm được á, thế nào cũng con lòng lúa. Tu cũng vậy. Cho nên á, Pháp Hòa lấy cái hình ảnh mà spray cái nước á, là quét cái bụi đó, nói với mấy chú. Thường thường Pháp Hòa dạy mấy chú tiểu ở chùa Hòa là chuyện gì nó xảy ra ngay giây phút đó là mình nói liền có hình ảnh để mà các chú thấy được cái ví dụ. Thì bây giờ Pháp Hòa cũng thưa đại chúng vậy. Trên cái câu mà hoa khai kiến Phật, nhiều khi mình không gợi người ta đi về cực lạc đó. Cho nên mình có niệm Phật phải không? Bây giờ đi thêm bước nữa là niệm pháp. Thật ra là lâu nay quý vị có niệm pháp mà quý vị không biết thôi. Bằng chứng là mình thuộc kinh đó. Ôi từ lâu ba chốn ngục hình, giam giữ mãi con nguyền ra khỏi. Dẫn lên cái nhớ tự nhiên câu này, ôi từ lâu ba chốn ngục hình, giam giữ mãi con nguyền ra khỏi. Thôi thì sáng hôm nay Pháp Hòa sinh hoạt với đại chúng tạm như vậy, để chúng ta nói về phát triển cái căn lành. Căn lành của chúng ta, quý vị nhớ là mình có hết ha, chỉ có điều là mình chưa nhận diện để mình tưới cái đó. Bây giờ sáng nay mình theo lời Phật, mình biết được những cái đó mình có, ráng tưới. Và tìm cái môi trường, tưới có nghĩa là mình tìm cái môi trường sống. Và nhớ ngày nào cũng thế, tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, bất cứ cái hành trì nào quý vị đã quy định, cứ tiếp tục làm. Vì đó là giờ phút tưới tẩm thiện căn công đức. Giờ phút đó là tưới tẩm chủng tánh căn lành. Lâu ngày nó viên mãn, đến khi nào mình đối cảnh mà tâm mình vẫn bình an, gọi là đối cảnh vô tâm. Vô tâm không nghĩa là mình thờ ơ, mà tâm phiền não không có khởi nữa, mà nhận biết như thật. Chừng đó mình biết là mình có tối thắng thiện căn. Bây giờ mình chấp, mình nói cha mẹ lớn tuổi không có chịu chấp, cha mẹ chấp quá, cha mẹ không có cởi mở, thí dụ vậy. Pháp Hòa mới nói vậy sao bây giờ mình đặt ngược lại mình. Mình nói mình còn trẻ mà tại sao mình không cởi mở, mình chấp cái người già. Bây giờ cha mẹ không có thay đổi được thì mình phải đổi thay chính mình, tiếp nhận được những cái đổi thay của cha mẹ để mình thích ứng được với cha mẹ, thì mình mới là một cái người biết sống. Bây giờ mình nói người ta như vậy mà chính bản thân mình không có hề thay đổi gì hết. Mình cũng một dạng chấp mà chấp kiểu khác thôi. Bây giờ mình nói cha mẹ cứng không có chịu thay đổi, mà mình cũng cứng ngắc, mình không có chịu thay đổi cái quan niệm của mình. Hỏi cha mẹ năm nay nhiêu? Dạ 80 mấy 90 rồi. Thì đã cái tuổi đó rồi thì mình biết là sống với mình còn được mấy ngày. Rồi bây giờ Pháp Hòa nói khi mình gây gổ với cha mẹ vậy, cái bất lợi nó xảy ra mấy thứ. Một, mình muốn cha mẹ được vãng sanh, chọc giận kiểu này hoài, tới cái ngày đi cũng vãng gì nổi, phải không? Mà nếu có đi, đi Tây Ninh là cùng với gì, làm gì tới Tây Thiên, làm gì tới Tây Phương. Đó là một. Cái thứ hai nữa, cái thái độ của mình ứng xử với cha mẹ sẽ cho con mình thấy cái cách đó không nên, đó là cái hình ảnh không đẹp, và dạy con là đã khó rồi. Bây giờ mình với cha mẹ sẽ có vấn đề, rồi mình đó sôi sục giận tức mỗi ngày. Rồi nếu như một cái người vợ hay người chồng của mình đó, mà thiếu cái sự bao dung cởi mở, thì
cũng hùa theo mình. Như vậy là mình bắt thang cho chồng hay cho vợ mình cũng đối xử với mẹ ruột, cha ruột của mình bằng cái thái độ đó. Đã chính mình ruột mình cũng đối kiểu đó thì dâu rể cũng phải vậy thôi. Cho nên suy nghĩ cho kỹ, quán chiếu cho sâu thì thấy gây gỗ không có lợi. Và không phải riêng với người, không phải riêng với cha mẹ không, mà ngay cả vợ chồng, ngay cả vợ chồng sống với nhau mà gây gỗ mỗi ngày, rồi quý vị nhìn đi lợi cái gì đâu. Vợ cũng bực tức, chồng cũng bực tức, và con cái sẽ gánh bực tức của cả hai. Và mình sẽ biến cái không khí gia đình này thành một cái không khí bực tức, giận hờn. Và khi lớn lên, con mình nó không có một cái gì để nó sống cho bản thân nó, và nó sẽ đối với người thương nó. Tại vì từ nhỏ tới lớn, nó chỉ thấy ba nó hét mẹ nó thôi, mẹ nó hét ba nó thôi, thì nó sẽ học cái cách đó, nó sẽ sống. Tại vì nó còn nhỏ, nó hấp thụ cái gì thì lớn lên nó sẽ tỏa cái đó. Nó là vậy thôi. Đó, bây giờ quý vị thấy chú Tiểu, Trung Tiến với Trung Tài chỉ mới ở chùa chưa đầy một năm. Chưa đầy một năm mà hàng ngày được nghe kinh, được nghe quý thầy thỉnh chuông. Bây giờ mới ảnh làm bài bản. Mà trước khi đến đây là không hề biết gì hết. Chỉ ở có mấy tháng với một cái không khí tu tập. Mỗi ngày các thầy đều tụng như vậy, các cô sướng như vậy. Ảnh bây giờ ảnh làm y bon. Anh thử mình tỏa cái gì, nó sẽ là cái đó. Phải không? Thí dụ một cái lá cây trong cái phòng này, nếu mà nhà này đầy bụi thì bụi nó sẽ bám vào. Nó không phải ở dưới đất không. Thường thường mình cứ lo quét bụi trên đất không à. Nhưng mình quên rằng bụi nó có thể bay lên, nó ở trên những cái trần nhà, nó ở trên cái đèn, cái bông, mà cái lá cây vân vân mà chúng ta trang trí trong nhà này. Cho nên khi bụi mà nó tung ra rồi á thì nó bám, mà mình đâu có leo lên mấy chỗ đó được, mà mình cũng không có nghĩ tới nữa, lo cứ quét dưới này. Thành thử ra cuối cùng nó hư chuyện là vậy. Đó, cho nên á, rồi bây giờ đem tất cả cái công thức đó, chúng ta cứ phổ thông, chúng ta sống từ trong chùa ra tới ngoài, trong gia đình, xã hội, không có khác gì hết. Nếu mà một trong một cái ngôi chùa mà người tu mà cứ gây gỗ với nhau cả ngày thì Phật tử tới đây ta tu cái gì, ta học cái gì từ đó? Phải không? Ta học cái gì từ những các vị xuất gia đó? Thành thử ra người ta cũng không học được gì hết, mà thậm chí người ta còn lắc đầu ngao ngán và hỡi ơi. Cái thế giới tu hành vậy sao? Thí dụ vậy. Thành thử phải rất là mình nuôi các cái người sơ tâm mà đi chùa đó giống như một đứa con nít vào chùa vậy đó. Cái người mới vào chùa tu tập chúng ta gọi là gì? Sơ tâm. Cái tâm họ còn đơn sơ, mới mẻ lắm. Họ rất là dễ bị thối chí, họ rất là dễ bị sụp đổ, họ rất là bị thối tâm. Cho nên mình là Bồ Tát bất thối lâu năm thì mình phải ráng dưỡng những vị sơ tâm mới tới để người ta tu tập. Thì một đứa con nít cũng vậy, nó còn nhỏ mà mình không có lo chăm sóc, mà mình không có quan tâm nó, thì người lớn mình, cái tâm mình cũng giống như một tâm một đứa con nít vậy. Mình không có để ý tới cái tâm mình mà để cho cái tâm mình nó buông lung, để mà nó sai lầm, nó đi sai là mình không quay lại được. Tu tập thì phải thấy rõ cái đó. Không nhiều thì phải ít chứ không thể không thấy. Có tu là có sửa. Không, mà phải biết cái gì mới sửa được chứ. Không biết gì lấy gì sửa. Rồi cái câu hỏi thứ hai là: nhưng mà lúc con nóng quá, con không kềm chế được. Chính khi mình nóng, lúc đó chữ tu, chữ nhẫn nó mới thật sự nó có giá trị. Ví dụ như bây giờ mình không có bệnh, tự nhiên đi uống thuốc sao được. Như vậy thì chữ tu là nó tu ở cái gì? Nó tu ở cái khi mà chúng ta nổi cơn. Nó tu là ở khi chúng ta đang bị gặp khó khăn á. Chiếc xe nó hư, lúc đó chiếc xe đó cần tu sửa. Chứ không ai mà tự nhiên chiếc xe đang lái ngon lành mà đem vô cái hãng sửa xe biểu mở ra sửa hết trơn á. Nó hư mới có sửa. Thì khi mà chúng ta gặp phải những khó khăn, chúng ta khó nhịn, khó nhẫn được, ngay giây phút đó mình nhẫn được thì mình đã thể hiện được cái chữ tu. Và
cái chỗ bực tức đó nó nói lên được cái giá trị của chữ tu. Và khi mình tu được á, mình thấy được cái giá trị của sự nhẫn nại sau khi mình đã nhẫn xong. Cho nên chữ đại chúng để ý cái chữ tu. Bây giờ nào không ai chọc ghẹo gì mình hết, tu cái gì? Đó, một lát nữa đồ đạc của mình để bị người ta dời đó. Đó, mình một bắt đầu mình nổi lên mình biết, giây phút đó mình có biết. Mình có nhẹ nhàng, mình có nói, mình có ra mình nói dạ xin lỗi, cho con hỏi con để đồ ở đây có ai dẹp cho con xin lại, mình có nói được vậy không? Hay là mình bắt đầu ai? Nếu mà nói nặng nữa là ai thò tay mặt đặt tay trái lấy đồ của tôi, thí dụ vậy. Tôi để ở đây ai biểu ai mượn. Những cái lúc mà bình thường mình nói làm sao mà lúc mình giận lên thì rất là khó. Nhưng mà chính mình làm được một chút nào đó thì cái giá trị của chữ tu nó có mặt. Rồi bây giờ câu hỏi kế. Kính bạch thầy, hôm nay con có duyên lớn được gặp thầy. Nay con có một câu hỏi mong thầy giải đáp giúp con. Gia đình con thường xuyên xảy ra mâu thuẫn vì việc ăn chay trường và ăn mặn trong mỗi bữa ăn. Nay con mong được thầy cho con lời khuyên để con có thể ôn hòa những bất đồng trong gia đình con. Bây giờ chiến tranh giữa chay với mặn. Như vậy thì bây giờ mình ăn chay là mình để mình thanh tịnh cả thân tâm của mình. Nhưng mà cái cách mình ăn chay chưa được gia đình tiếp nhận. Thì vì các vị chưa hiểu được rằng ăn chay nó cũng giống ăn mặn, bất quá mình đổi miếng ăn chứ có gì đâu. Nó không có cái gì mà gọi là big deal, quan trọng cả. Tại sao mọi người đều có một cái tự do để ăn? Mà anh có quyền ăn con này con kia thì tôi cũng có quyền từ chối tôi ăn những cái cọng rau cọng cỏ mà tôi thích. Cho nên nếu nói bình đẳng là mình nên tôn trọng nhau. Nhưng mà cái người ăn chay á, thường thường bị nhìn một cái thái độ là ăn chay đó nha, tu đó nha. Thành nữ ra mà mình mà làm cái gì nó trật có mắt men chút là bắt đầu người ta đem cái chữ ăn chay của mình ra người ta chỉ trích. Thành nữ ra cuối cùng ăn chay hơi bị lỗ. Tức muốn chết mà không cho nói. Thì bây giờ thôi, bây giờ nói cách khác là mình tu tập á, là mình đã nắm được cái pháp môn chuyển hóa. Hồi nãy quý vị đọc câu đó không? Về nương pháp trong con, xin nguyện cho mọi người. Rồi gì nữa? Nắm vững các pháp môn, cùng lên đường chuyển hóa. Như vậy thì mình là người ăn chay là mình thể hiện một hình thức nhỏ của tu. Nói đơn giản đi là mình biết cách tu tập. Mình không có tu, mình không có lòng từ, mình không có cái sự phát nguyện, mình đâu có ăn chay làm chi, mình cứ bình thường thôi. Thôi thì bây giờ để cho không khí gia đình được an hòa, mình hãy nên tùy thuận theo cái nhu cầu gia đình đối với mình. Đến khi nào mà gia đình cảm thông được mình rồi á, thì mình không cần phải khó khăn. Nhưng mà lý do là chúng ta tùy thuận, chúng ta tùy duyên, bởi vì chúng ta biết hoan hỷ với các duyên mà chúng ta có. Người đời không được thì cái người ăn mặn là chưa, người ta chưa có tùy duyên tùy hỷ với mình. Mai mốt quý vị nghe lại cái bài này Pháp Hòa mới giảng ở Toronto, tùy hỷ và tùy duyên. Cho nên á, bất cứ duyên gì mình tùy, nhưng trong lòng mình phải vui. Đừng có khó khăn đó, tại mấy người này mà tôi không ăn chay. Thôi mình tùy duyên với các vị rồi, vì các vị chưa đồng tâm với mình thì mình cũng tùy hỷ đi. Mặc dù mình chưa ăn chay trường như nguyện của mình, nhưng mình đã không làm cho gia đình bất ổn, gây gổ mỗi bữa ăn. Mình đã tu rồi đó. Mình đã cứu vãn được một cái tình huống, một cái tình trạng trong gia đình. Bây giờ người kia chưa biết chuyển hóa thì tự mình phải chuyển hóa.
Bây giờ hai bên căng một sợi dây thì cuối cùng sợi dây đứt làm hai, thì nửa mỗi bên có được nửa sợi, đâu có xài được đâu. Thì thôi mình làm gì? Thả sợi dây đó ra cho người ta nắm trọn sợi dây đi, ít nhất cũng một người được xài dây. Còn hơn là sợi dây đứt cả hai thì không bên nào sử dụng được cả. Và cái bên tu lúc nào cũng bị lỗ rồi nha. Tại vì sao phải không? Ta thấy mình tu là bắt đầu ta gắn cho mình có nhãn hiệu là thánh. Và quý vị mà đi chùa rồi đó, ta thấy mình trong xuất hiện trong chùa rồi, mặc cái áo tràng rồi là ta gắn cho mình một nhãn hiệu thánh. Bữa nào mình trật một chút cái này đó, đi chùa đó, tu đó. Mà nhiều người nặng nề hơn á, thầy ở trong chùa dạy quý vị như vậy. Thành thử quý vị thấy là mình đi chùa đó, mình tu một cái rồi là mình sẽ bị gắn rất nhiều những cái nhãn. Không nghe pháp thì thôi, mà nghe pháp mà ta bắt được mình nghe pháp rồi, cái mai mốt mình trật gì đó, đó nghe pháp đó. Thấy không? Nhưng mà nói đi rồi cũng nói lại, nhờ vậy đó cho nên mình mới vừa nổi lên cái bị ta điểm nguyệt cái mình rút xuống. Mình vừa nổi lên nó nói tu đó hả, cái mình rút xuống. Có nhiều người ta còn dễ thương hơn nữa, thầy Pháp Hòa đâu rồi, vợ con đang lên cơn. Pháp Hòa thỉnh thoảng được nghe kể chuyện đó nha, gặp quý vị kể vậy đó, nói chờ con mà nghe giảng của thầy mỗi ngày, rồi mỗi lần mà con bực bội gì con la lên cái là ông chồng con nói thầy Pháp Hòa ơi thầy đâu rồi. Cho nên á, Pháp Hòa hay ví dụ á, thỉnh thoảng á có ai đó làm một cái điều gì để cho mình giật mình tỉnh. Ở đây á, đường mùa đông á, hai bên đường á, người ta có cắt để lỡ ai buồn ngủ á, mà lái phạm vô cái lề đó, cái nó kêu lên cái bánh, nó bùm 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 nó kêu lên, giật mình đưa cái bánh lái trở lại. Thì những cái con đường nó cắt như vậy đó, nó có cái tác dụng tốt là gì? Không để mình rơi vào cái tai nạn xuống ruộng. Thì cuộc sống thỉnh thoảng nó có những cái điều mà nó không hay nó đến với mình á, nhiều khi như vậy để cho chúng ta thúc liễm, để cho chúng ta thúc liễm, chúng ta giật mình. Cho nên nhiều khi á, mình đang lái vậy nè, mà thấy ở bên đường bên kia hay đường bên này mà đèn nó chớp 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 vậy đó, không biết bị phạt, bị tai nạn, bị gì không biết, mà thấy cái anh chớp chớp lại dưới này mình bớt xe lại, thắng bớt lại liền, đỡ lắm á. Không? Có nhiều lúc mình lên xe, mình thấy cái người mà nó bực mà nó lái xe mình biết liền nha. Trời ơi nó lui xe ra mình muốn gật luôn vậy đó. Thấy không? Rồi nó đạp thắng một cái nó chai là bắt mình biết rồi đó. Nó đang lái xe bằng tâm bực bội đó. Thôi đừng nói gì hết, nói hồi nó cho mình đi luôn. Cho nên tự mình phải ý thức chứ. Thì giây phút đó đó, nhiều khi mình thí dụ mình ngồi trên đó đi, có thể mình bị một cái ngã nó lên. Trời ơi, mình là mẹ nó đó mà nó giằng đầu mình vậy đó. Nhưng bây giờ làm mẹ làm con gì cũng cần biết. Cái cơn giận nó lên rồi có mẹ con gì đó, thấy không? Hoặc là mình ngược lại, mình ngồi trong xe, cái bản ngã mình nó lên, mình là thầy nó đó mà nó như vậy đó, thì tự nhiên tất cả những cái giây phút đó, cái ngã đó đó, cái ngã đó là gì? Là cái tự cho mình là cái chức vụ gì đó, thì mình có thể sẽ bực bội. Nhưng mà dù mình lúc đó là ai, nhưng mình nhịn được, mình im lặng được, mình biết nó phải có lý do nó bực chứ đâu phải tự nhiên. Ví dụ nha, mình sai nó đi đâu đó, nó đi được 10 phút rồi, nhớ trực lại chuyện gì kêu nó quay xe lại. Dù nó thương mình cỡ nào nhưng mà cái bực nó cũng thoáng một chút. Thôi thì mình cũng nhận ra cũng có lỗi của mình trong đó một chút, thì để cho nó vậy thôi, rồi khi nào mình có cơ hội mình nhắc nhở. Thì trong cuộc sống á, cái quan trọng là chúng ta thấy, biết, ứng xử. Mỗi một ngày mình thức dậy, mình đi vào trong cuộc sống, mình sẽ không bao giờ ngày biết rằng hôm nay mình sẽ đối với duyên gì, không biết. Mình đi học trong trường mình biết sáng nay á, đầu tiên tôi có toán, lát sau lớp toán tôi có lớp lý hóa, vân vân. Đi học trong trường mình biết ngày hôm đó mình có mấy môn. Nhưng cái trường học đời này, cái trường đời này, chúng ta sẽ không biết ngày hôm nay môn học của mình là gì.
Và cái đối tượng mình sẽ gặp là ai? Nói đơn giản là mình không biết cái duyên hôm nay của mình gặp ai và duyên gì. Cho nên phải cố gắng sống chánh niệm. Để làm gì? Để duyên gì nó đến, chúng ta đừng làm cho nó tệ. Thí dụ như cái đó là cái duyên xấu, nhờ chánh niệm soi vào, mình không làm cho sự việc nó tệ hơn. Nó mới tệ được 50%, nhờ mình thắng kịp cho nên từ từ nó xuống lại. Vậy thì tu hành á, tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, trì chú, tất cả đều có công năng giúp mình có chánh niệm để nhận diện, nhận diện những gì đang xảy ra. Cho nên mình ăn chay là mình ý thức mình muốn ăn những món ăn giảm những sinh mạng của người khác. Vậy thì cũng ý thức bây giờ ăn chay, tu hành từ bi đâu chưa thấy, mà thấy rằng trong cái hoàn cảnh gia đình phải gây gổ mỗi ngày giữa món chay món mặn, thì thôi bây giờ ăn chay có thể bao trùm tất cả. Thì chúng ta du di để làm sao cho gia đình mình an ổn, thoải mái, mọi người ăn ngon bữa cơm, bữa cơm đó trở thành bữa cơm an lạc. Bây giờ mình có ăn chay, thật ra chữ chay là mình nói chạy đó, chứ đúng chữ mình phải nói ăn trai, T-R. Vì chữ trai nghĩa là trong sạch, tinh khiết. Cho nên trong lịch để không? Ngày trai chứ không ai để ngày chay hết đó. Nói văn nói thì nói chay, nhưng mà văn viết phải là trai. Thí dụ hôm nay nè, Phật tử cúng dường trai tăng, nghĩa là bữa cơm chay cúng dường cho các thầy. Nhưng đâu ai nói chay tăng đâu. Văn nói là ăn chay, nhưng mà viết phải viết trai. Lễ trai tăng là bữa cơm cúng dường chư tăng, đơn giản vậy thôi, chứ đâu có gì đặc biệt. Pháp Hòa hay giải thích cho mọi người như là một bữa cơm đó, như một lời cảm ơn đối với tất cả các vị xuất gia và các bạn đạo, các đạo hữu đã giúp đỡ gia đình suốt thời gian qua. Hôm nay mình tổ chức một bữa cơm cảm tạ, và có tính cách hơi trang trọng, cho mình dùng cái từ là trai tăng. Trai tăng là bữa cơm trai hay là bữa cơm chay để cúng dường chư tăng đại chúng. Mình đã biết dùng cái chữ ôn hòa thì mình làm sao mình hòa được. Mình ôn là gì? Chữ ôn đây là mình an ổn để mình nhu thuận, nhu nhuyến trong các pháp. Mình muốn ôn hòa hơn ôn dịch. Và mình không có muốn những cái bệnh trong thân tâm. Rồi, có ai có câu hỏi khác? Vị nào có câu hỏi xin nêu lên để chúng ta chia sẻ tiếp. Không có hả? Nếu không có thì Pháp Hòa trả lời một câu hỏi cuối ở trong cái tờ giấy, mấy tờ giấy ghi lên đây rồi chúng ta sẽ nghỉ. Kính thưa Thầy, cho con hỏi. Con là Phật tử tại gia, đầu không có tóc. Mỗi khi con đi ra ngoài, con thường mặc đồ hò, thì bạn đồng tu bảo con không nên mặc như vậy vì người ta tưởng con là sư cô, người ta xá con là con sẽ có bị tội. Xin Thầy dạy cho con phải làm sao. Thật ra thì mình đi ra đường, mình mặc đồ tu á, nếu mình là một cư sĩ nam hay nữ, mình cạo đầu, mình mặc mấy bộ đồ trong chùa, người khác gặp mình xá mình,
không có tội gì hết. Mình đâu có biểu ai làm điều đó, nhưng mà do người ta kính mình, người ta đến người ta xá mình. Nhưng có cái điều là mình mắc công đính chánh thôi. I am not sư cô. Say qua đây, dạ con không phải thầy. Ví dụ vậy. Như vậy thì để mình tránh tiếng, nó có cái trường hợp thứ hai. Mình mặc đồ vạt hò hay những bộ đồ tu, đôi khi mình sơ thất oai nghi trên đường đi, thậm chí mình quên mình ghé vào một cái chỗ nào đó mình ăn. Mới như trường hợp nó có xảy ra. Có một vị cư sĩ đó đi công quả, nhưng mà cũng cạo đầu. Ông cạo đầu hay ông tu, mà tại ông muốn nó mát. Rồi cái ông đi chùa, ông mặc bộ đồ ông công quả, tới hồi trên đường về cái ông đói bụng quá, ông tấp vô cái quán ăn. Ông tấp vô quán ăn mà ngày đó đâu phải ngày cháy, cho nên ông kêu một bàn đồ mặn. Ông quên bộ đồ, ông quên mặc bộ đồ. Trời ơi, người ta đi tới đi lui, người ta nói chắc bữa nay chùa trong cái địa phương ở đây xuất hiện một ông thầy. Thì như vậy đó, vị cư sĩ đó không có tội, nhưng mà vô tình quên mình đang mặc bộ đồ đó. Rồi mình đi ăn mặn, mà bữa đó kêu toàn món độc không á. Thành thử ra nó tạo một cái hình ảnh không đẹp. Người ta bộ, nếu mà người ta tới người ta hỏi mình sao, xin lỗi thầy tu chùa nào, người ta đâu có hỏi mấy chuyện đó. Nhưng người ta chỉ phớt nhìn một người mặc đồ tu ăn như thế là người ta quánh giá liền. Như vậy mình không phải là người đi xuất gia, cho nên cái chuyện sơ thất oai nghi của mình nó rất nhiều. Xin phép đại chúng á, người đã đi xuất gia rồi, nhưng mà nếu hằng ngày không học oai nghi, không thực tập oai nghi, oai nghi cũng bị tổn thất như thường, chứ đừng nói mình là một người đời. Một người đi xuất gia chính thức đàng hoàng, nhưng hằng ngày không học và không hành oai nghi, thì cái đi đứng của mình nó cũng thô tháo như thường, chứ đừng nói là mình quên, thì huống chi một người cư sĩ. Cho nên để tránh hai trường hợp: một là mình lỡ mình sơ thất oai nghi, hai là đừng để cho người ta tạo hiểu lầm. Những bộ đồ này mình nên mặc ở trong nhà, khi đi ra đường, trừ khi mình trên đường đó mình đi trong một chuyến hành hương, cho là hay là phạm vi của mình là không rời khỏi đó, thì mình đi chung. Còn nếu mình phải ra đường đi chợ, đi búa, sinh hoạt hàng ngày của mình, thì mình nên mặc đồ thường của mình. Đúng ra là các vị cư sĩ cũng khỏi cần phải phủi tóc nữa, không? Để tránh cái hình ảnh nó lộn lạo. Cho nên đó, là nếu như trường hợp mà mình được cái, trong Phật giáo thì đôi khi muốn tạo duyên á, cho các cư sĩ là thôi ai có phát nguyện là xuống tóc là ở nhà tu cuộc đời, thực tập người tu thôi cũng tốt. Nhưng mình biết mình chỉ là cái người gieo duyên thôi. Mình đã gieo duyên người tu thì đừng để những cái điều tiếng người ta nói về mình thì nó cũng bị tổn giảm cái con đường tu học của mình. Để bảo đảm điều đó và cũng không ảnh hưởng đến hình ảnh của tăng bảo, cho nên người xuất gia khi mà đi ra đường á, phần lớn là nên mặc áo dài, áo tràng hay áo nhật bình á. Để làm chi? Để người ta xác định mình là một vị xuất gia thực thụ. Mình mặc đồ ngắn đôi khi mình cũng bị người ta nhìn có thể đây là một ông cư sĩ. Không, rồi cư sĩ lại bị nhìn lầm là ông thầy, rồi nó lộn xộn. Cho nên thôi thì quý vị nào ở nhà được cái duyên xuống tóc mặc đồ người tu thì nên mặc ở trong nhà thôi. Rồi ra đường thì mình nên mặc đồ thường của mình, để tránh trường hợp lỡ chúng ta sơ thất oai nghi và tạo cái hình ảnh mà người khác có thể hiểu lầm về hình ảnh của mình. Vậy thôi. Bên cạnh đó đó, có những vị á, thì người ta xuống tóc nhưng mà rồi người ta cũng đeo chiếc bông. Có nhiều vị lên đính dánh cho Pháp Hòa nữa chứ: con xin thưa thầy là không phải con điệu nghe cái gì cũng bỏ được hết, mà con còn tiếc đôi bông.
nhưng mà con đeo gì để ta biết con chưa tu. Tức là con gắn cái gì lên đó. Đó. Nói như vậy thì cũng giống như trả lời câu hỏi luôn, tại sao các chú tiểu trong chùa Việt Nam để cái chớp? Tại sao không phủi hết mà phải để chớp? Là bởi vì các chú còn nhỏ, chưa có quyết định được con đường đi của mình, cho nên giữ một cái chớp lại để làm chi? Nghĩa là chú này đi tu nhưng vẫn chưa chính thức, còn giữ một cái gì đó ở trên đầu. Đồng thời á, nếu để tóc nguyên thì chú này có thể chú hơi chểnh mảng, tôi đâu có tu hành gì đâu, mà cạo ổng luôn á, mà ổng quậy quá ta hiểu lầm, cho nên thôi để ổng phân nửa, vừa giữ chân ổng để ổng còn chớp, ổng biết ổng cạo đầu rồi ổng còn chớp để ổng biết chi gì, you are chú tiểu. Không, thì đừng có làm những cái việc sai quấy của một chú tiểu không nên làm, hiểu ý không? Và đồng thời á, cũng để cho người đời biết rằng chú này chưa có chính thức tu hành, chú là một chú tiểu, lỡ chú có làm cái gì sai mình cũng sao, du di tha thứ tại còn nhỏ. Còn đứng trên phương diện dễ thương thì mình sao, nhìn nó dễ thương phải không, mà đánh lộn cũng rất là dễ, tại nắm cái đó là bảo đảm như hồi nhỏ mấy chú tiểu mà đánh lộn với nhau, quý vị biết nắm cái chốt không à? Mà chú nào mà dài đó, đi học có chai dầu dừa, bị gì nó lẹ que có mấy sợi vậy là gió nó tung dữ lắm, lâu lâu cái chú lấy cái tay chú xòa lên cái chai dầu dừa, cái chú vuốt về trong móc cái lượt. Đó là thì để như vậy đó, là để cho chú biết rằng chú chưa phải là người, mặc dù chú chưa là người đi tu chính thức nhưng chú đã ở chùa rồi. Không, vì vậy cho nên bên Thái Lan cũng vậy, cái truyền thống cạo chân mày là Thái Lan, Lào, Campuchia thôi. Để làm chi? Để trường hợp có những người, người ta theo cái model người ta cạo đầu, nhưng mà tối người ta mặc đồ đời, người ta vô quán bar, thì bây giờ nếu mà một ông thầy tu giả là có thể làm chuyện đó đó, nhưng ông thầy tu thiệt á, là ông phải hy sinh luôn cặp chân mày. Nếu anh là người tu thiệt thì anh không có mời, anh không có ngại ngùng gì cái chuyện phủi luôn cặp chân mày. Cho nên ở bên Thái Lan thầy tu chính thức là phải cạo chân mày. À, nhìn ông nói trời sao nhìn kỳ vậy, có kỳ gì đâu, mình đã từng thấy ông có chân mày, rồi bữa nay mình thấy ông không chân mày, thấy ông sưng, cái mặt ông nó sưng bụp lên. Nhưng mà nếu những thầy mà đã cạo rồi, lần đầu tiên mình thấy bình thường mà, phải không quý vị? Đâu để ý gì đâu. Là cái gì cũng do con mắt mình thói quen thôi. Cho nên là nếu một vị thật sự đi tu là ta cạo luôn chân mày để xác định anh này là tu thiệt mà. Không, mà lỡ ảnh đi vào trong quán bar là bắt gặp được liền. Đấy, bữa nay có người thiệt trà trộn vô chỗ này. Đại khái là vậy. Cho nên ở bên Trung Quốc người ta cũng đề xướng cái chuyện đốt cái liều đó. Đốt ở trên đầu này, cái chuyện đốt đó cũng không phải của Phật giáo nữa. Nguyên thủy đạo Phật không có cái đó. Nguyên thủy của đạo Phật là không có cái chuyện mà đốt liều trên đầu. 6 nút 9 nút. Cái đó là do Trung Quốc, các vị tổ Trung Hoa dựa theo tinh thần kinh Pháp Hoa, Bồ Tát Dược Vương đốt cánh tay cúng Phật. Cho nên ở Việt Nam mình á, tại gia cư sĩ thọ Bồ Tát giới có đốt cánh tay. Ở Việt Nam ngày xưa á, tại vì các vị á, là còn tóc cho nên đâu có phủi được mà đốt trên đầu. Các thầy thì cạo sạch rồi thì mới lấy nhang, lấy mực chấm lên chỗ nào để đốt, lúc đó mới thả cái bột nhang, cái cục nhang lên đó. Bây giờ người cư sĩ làm sao, cho nên ở bên Việt Nam là đốt cánh tay. Đốt cánh tay hồi nhỏ và có thấy các vị cư sĩ tại gia là thọ Bồ Tát giới là đốt ba đốt cũng được. Đó, thì có vị người ta đốt cánh tay. Thì sau này á, cái chuyện đốt cánh tay trong kinh Pháp Hoa Phẩm Dược Vương Bồ Tát á, thì bắt đầu mới đề xướng cái chuyện là đốt mấy cái đó trên đỉnh đầu. Để nói lên cái tinh thần gì? Nhẫn nại và phát nguyện hiến cúng cho Phật, thì mình nhớ được cái ngày mình phát nguyện như vậy, mình không có lui sụp trên đường tu. Đại ý là vậy. Nhưng mà thí dụ bây giờ không đốt có sao không? Không có sao hết, vì cái đó chỉ là một cái sự phát nguyện thôi. Mà ngày gần đây thì các vị không có còn đề xướng cái chuyện đó nữa, không có bắt buộc nữa. Ngày xưa là
nó thành một cái truyền thống. Bây giờ là bắt đầu giảm bớt cái chuyện đó, không có còn đốt cái đó nữa. Mà muốn đốt cái đó là phải có cách đốt, chứ không phải muốn đốt sao đốt. Đốt không đúng là chạm dây chết rồi. Không, mà đốt không có khéo nữa đó, nó sẽ thịt nó sẽ lan ra đó, nó sẽ làm một cái thẹo trên này mà nó không có rõ là 3 chấm hay là 6 chấm. Cho nên các vị đốt cái đó phải có cách đốt. Và thì cái có nhiều vị quý vị thấy không, nó tròn đẹp lắm. Có những người nhìn nó nguyên một cái bệt thẹo vậy nè, tại vì lúc mà đốt không khéo đó, rồi cái người đó dưỡng không khéo nữa, cho nên là nó thành thẹo hết cả bệt ở trên nó luôn. Rồi mời cô. Dạ vâng, dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa chủ trì, kính thưa các đại đức tăng ni và các sư cô và các bạn Phật tử đang ngồi trong thiền đường, tôi xin được nói lên một chút cái cảm tưởng của tôi là một Phật tử đến từ Sydney của nước Úc. Lần đầu tiên tôi được đến đây và tôi cũng không biết rằng là vì sao tôi lại đến được đây nữa. Bởi vì tôi trong một cái nguyện ước của tôi là sẽ có một ngày tôi được đến đây và được gặp, được thăm thiền viện và thăm thầy. Thế rồi một cái duyên lành đưa tôi đến một cách rất là bất ngờ, không có một kế hoạch gì cả, và tự nhiên tôi đến được. Thì tôi cũng đến thì tôi thấy một cái điều mà tôi muốn nói là đây là cái lần rất ít trong cuộc đời mà tôi thấy rằng là ngôn ngữ và hình ảnh không thể nào nói hết được cái sự thực. Bởi vì tôi xem rất là nhiều các cái YouTube nói về thiền viện, nói về các thầy, nói về các sinh hoạt của thiền viện, thì tôi cũng chỉ tưởng tượng, dĩ nhiên là cũng tưởng tượng rất là tốt, rất là nhiều ấn tượng về cái nơi này. Thế nhưng khi mà thực sự tôi bước chân đến đây thì tôi thấy là những cái đấy nó không phản ảnh hết được cái sự thực ở đây. Tôi đầu tiên khi mà tôi đến thì tôi được đón tiếp như là một người nhà vậy. Chuyến bay của tôi trễ mất 40 phút. Nhưng người ra đón tôi thì tôi rất là ngạc nhiên, đấy là một tỳ khưu. Và thầy không tỏ ra một cái sự gì là tức bực hay là hỏi tôi là tại sao mà cô lại đến muộn thế, hay là tức là không hạch hỏi về cái sự có mặt muộn của tôi đến 40 phút. Và trong suốt cái dọc đường về đây thì thầy cũng nói chuyện rất là thân thiện, cho tôi biết một số các cái qua về phương tiện. Rồi về đến nơi thì tôi lại được sư cô hướng dẫn rất là tỉ mỉ, chi tiết, cho tôi hỏi tôi được ăn, rồi giới thiệu cho tôi tất cả những nơi để tôi có thể tắm rửa xong một chuyến đi dài, rồi chỉ cho tôi nơi ăn chốn ở và cho tôi ăn một cái bữa chiều. Tất cả những cái điều đấy thì tôi cảm thấy rằng là tôi đang về nhà, chứ không phải là tôi đi đến một nơi xa lạ lần đầu tiên. Tôi rất xúc động về điều đấy. Và tiếp theo là những ngày sau thì tôi được gặp thầy. Tôi chưa từng được gặp thầy bao giờ, chỉ nhìn thầy trên YouTube như bao tất như tất cả rất là nhiều các Phật tử khác ở khắp mọi nơi, sống ảo không à, cũng ăn với thầy Pháp Hòa, cũng nhiều khi những đêm không ngủ cũng phải nhờ thầy ru ngủ. Thế nhưng mà sống ảo không, nhưng mà người ta cứ chê sống ảo, chứ sống ảo nhiều khi cũng rất là tốt ạ. Thế và tất cả những cái bài pháp của thầy cũng đưa tôi đến rất là gần, càng ngày càng gần hơn với lại Phật Pháp, giúp tôi qua khỏi những cái sốc trong cuộc đời. Thế thì dĩ nhiên tôi không phải là một trong số ít mà rất nhiều
Và đây là lần đầu tiên, và tôi cũng một lần này đến đây, tôi cũng rất là muốn được tri ân với Ngài, với Thầy, và nói thật, và lần đầu tiên để có thể nói được với Thầy những cái điều rất là trực tiếp như thế. Đấy là những cái cảm tưởng của tôi. Và đến đây nữa thì tôi thấy các Phật tử, các đến đạo tràng sinh hoạt rất là vui vẻ. Tôi thấy các Phật tử ở Canada ấy, thì ví dụ như chúng tôi là những người lần đầu tiên hay là rất ít được gặp Thầy, thì bảo là mến mộ hay là ngưỡng mộ hay là cái gì đấy. Nhưng mà các Phật tử Canada thì đã mấy chục năm rồi, nhưng mà khi nói chuyện đến Thầy vẫn đầy một cái lòng trân trọng, quý mến và rất là tôn trọng Thầy. Những câu chuyện nó rất là vui, làm chúng tôi mất cả ăn mất cả ngủ, nhưng mà là những câu chuyện rất là vui, và vẫn giữ nguyên được cái lòng yêu mến đó. Và đặc biệt ấy, là đến đây thì là tôi không chỉ biết được rằng Thầy chỉ là một nhà tu với lại một cái tâm đạo, tâm Phật và một tâm huyết với lại cuộc đời này, mà tôi còn thấy Thầy là một nhà tổ chức rất là vĩ đại. Vì hôm tôi đã được đi thăm chùa, đã được đi thăm Tây Thiên, thì tôi thấy đấy là một cái công trình mà của một con người nếu bình thường không làm được. Dĩ nhiên là dưới Thầy có rất là nhiều người, dưới rất nhiều bàn tay, rất là nhiều khối óc, nhưng mà ít nhất thì người cầm đầu phải là có một cái đầu óc như thế nào. Thì tôi nghĩ là như vậy. Đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, không phải là chỉ những cái việc to lớn như thế, mà đến cả những cái việc rất là nhỏ nhặt trong cuộc sống. Thầy chăm sóc đến từng bữa ăn, đến từng những người ăn được hay là không ăn được, hay là như là những cái lời động viên nó rất là vui vẻ để kích động mọi người thôi. Nhưng mà tôi thấy rằng là Thầy vào bếp, Thầy đến từng bàn ăn, rồi Thầy có những cái như là một người cha, một người anh trong gia đình vậy. Thì đấy là một ngạc nhiên nữa. Rồi tôi cũng rất là xúc động khi mà nhìn thấy cả một cái dàn hậu duệ của Thầy, đó là các tỳ kheo trẻ, rất nhiều năng lực, rất là nhiều tài, và rất là khâm phục. Tôi rất khâm phục. Không những thế, đến ngay cả những chú tiểu rất là bé như này mà sử dụng chuông, rồi khánh rất là tự tin, tụng kinh cũng tụng rất là rõ ràng mà rất là tự tin. Thì đấy thì chứng tỏ là Thầy đã có một sự bồi dưỡng thế hệ trẻ, những cái thế hệ kế tiếp của mình một cách rất là căn bản và rất là, gọi là gì nhỉ, tôi cũng không biết nói nhiều là như là. Thì đấy, và đến bây giờ thì đã là ngày thứ 5 tôi ở đây rồi. Tôi cũng được tham dự, chúng tôi được ngồi thiền với Thầy, chúng tôi được tụng kinh, đã được các công phu khuya, rồi tham dự tất cả các cái sinh hoạt của nhà chùa. Thì tôi cảm thấy là càng ngày thì tôi càng cảm thấy yêu mến nơi này hơn. Và cũng chỉ còn 2 bữa nữa thì tôi sẽ phải về, nhưng mà đúng là chưa về đã nhớ, và chưa về đã nghĩ trong đầu rằng là đã có một cái plan là khi nào mình quay lại và quay lại như thế nào. Thì nhân dịp hôm nay thì có cái buổi cuối, đây là cái buổi cuối cùng mà có thể gặp được đạo tràng, thì tôi cũng rất là mong muốn là được nói được những cái điều này. Dĩ nhiên là ngay cả những cái điều tôi nói này cũng không nói hết được cái tâm trạng của tôi, những cái sự biết ơn của tôi, nhưng ít nhất là tôi nói được cái điều này trực tiếp với các thầy, các cô ở đây và với các bạn ở đây. Trong cái thời gian ở đây thì có lẽ là con cũng có, vì cái như Thầy nói ấy, thì là ở cái con người như con ấy, tức là tuổi đời thì nhiều nhưng mà tuổi đạo thì rất là còn bỡ ngỡ, còn sơ tâm, chưa hiểu biết gì cả, sẽ còn rất nhiều những cái ý thức, những hành động, những cái nó chưa được tu tập một cách gọi là cơ bản ấy, căn bản ấy, nên có thể là sẽ còn có những cái khiếm khuyết. Con mong Thầy cũng như là các sư thầy, sư cô trong chùa thứ lỗi cho con. Và
Cuối cùng con cũng chỉ biết là xin cảm ơn, cảm ơn rất nhiều. Đưa cho chị Tuyết, chị muốn hỏi gì? Thầy Quảng Thượng đưa qua như vậy. Dạ. Muốn hát hả? Không có. Dạ môn Phật, con có câu hỏi này, con đọc ở trong, con thấy ở trong phim Pháp Cú có câu là người có chí thực hành hiểu rõ nguồn gốc từ hai nẻo chánh tà, chứng đạo giải thoát sâu xa, Bà La Môn ấy thật là xứng danh. Con chưa có hiểu rõ, con nhờ thầy giải thích thêm con. Một. Câu hỏi của chị Phật tử từ trong kinh Pháp Cú. Mai mốt học kinh Pháp Cú thì biết. Bây giờ mỗi chủ nhật mình đang học đó. Thì đọc lại cái câu đó thì phải nói sơ thôi, mai mốt sẽ tới câu đó. Tức là một cái người có chánh trí, phải không, thì sẽ phân biệt được hai nẻo chánh tà. Thì nếu mà ai mà được như vậy đó thì xứng danh là một vị sa môn hay là bà la môn. Thì cái câu đó nó cũng không có gì khó hiểu. Tất cả chúng ta ai cũng có trí tuệ cả, nhưng mà cái trí tuệ đó nó huân tập từ những cái học hỏi đúng đắn thì chúng ta gọi là chánh trí tuệ hay là chánh tri kiến. Tri là biết, kiến là thấy. Vậy thì tất cả chúng ta ngồi đây ai cũng có cái thấy và cái biết của mình. Nhưng mà cái quan trọng là cái thấy biết đó là tự mình thấy biết, rồi tư duy, rồi quán chiếu, hay thấy biết đó do người ta nói lại, rồi để chúng ta lặp lại. Hoặc là nếu mà cái điều tốt quá thì cũng còn đỡ ha. Nếu mà cái điều không tốt mà chúng ta lặp lại, chúng ta nói mà không phải do thấy biết của mình, mà do cái thấy biết của người khác, hay là của mình nhưng mà đem cái tâm chấp trước mình gá vào đó, thì cái đó gọi là thấy biết của phàm phu. Còn thấy biết của Phật là tỉnh thức giác ngộ. Vậy thì bây giờ mình biết cái nào để mình phân biệt cái nào chánh, cái nào tà. Thật sự làm sao biết cái nào chánh, cái nào tà? Sao biết? Nếu điều gì chúng ta nói, chúng ta làm mà tổn hại cho mình, tổn hại cho người thì cái đó là sai. Còn điều chúng ta nói mà tổn hại cho người mà lợi cho mình cũng sai. Mà chúng ta nói, chúng ta làm mà lợi người mà hại mình thì cũng sai. Phải không? Vậy thì cái căn bản là làm sao mình và người đều được lợi. Nó cũng có trùng hợp. Tối hôm qua có một em, nó người Phi, nó ghé chùa. Nó ghé chùa xong thì không biết trong một cái câu chuyện nói gì đó, thì sẵn dịp Pháp Hòa mới nói luôn. Thì Pháp Hòa mới nói sẵn, thầy nói chuyện cái chuyện trung đạo của nhà Phật. Tiếng Anh nó kêu là extremely, thì nghĩa là mình cực kỳ. Thí dụ như Đức Phật á, là một người gì? Một người giàu có, phải không? Thì nếu mà nói về giàu có thì mình gọi Đức Phật là gì? Cực kỳ giàu có. Nhưng cuối cùng Đức Phật bỏ cái đó. Đức Phật đi vô rừng, Đức Phật tu khổ hạnh á. Thì tới hồi khổ hạnh thì cũng khổ hạnh ông hai bằng. Thì cũng gì? Cực kỳ khổ hạnh. Hai thái cực. Cuối cùng hai thái cực không đem lại cho ngài lợi ích, phải không? Từ một cái quá giàu rồi ngài bỏ đi, giờ ngài đi vô rừng, ngài tu khổ hạnh, hành thân ép xác, ăn một ngày một ít thức ăn thôi, rồi thế này thế kia, cuối cùng hai thái cực đó không được. Rồi cuối cùng Đức Phật đã tìm được con đi, con đường gì? Con đường trung đạo. Vậy thì trung đạo không có nghĩa là bỏ trái, bỏ phải, mà chúng ta làm sao quân bình được. Thí dụ á, ăn quá no thì không thì phát ách, mà để cho mình quá đói thì phát bệnh. Như vậy thì tốt nhất là gì? Ăn vừa đủ no. Vậy thì cái thái độ tu hành của Phật giáo là gì?
cái gì cũng để cho chúng ta vừa chừng, đừng có thái quá. Nếu mình làm cái điều đó tổn hại cho mình cũng không được, mà lợi cho người mà lợi mình mà tổn hại người cũng không được. Điều đó phải lợi ích cho cả hai. Cho nên hằng ngày mình nói chuyện nè, làm sao trung đạo trong câu chuyện. Mình nói cái gì mà mình chuyển tải được cái ý mình muốn là thỏa mãn rồi. Và đồng thời cũng không làm cho người nghe khó chịu. Đó là trung đạo lời nói. Bây giờ phóng vào ví dụ. Có một Phật tử đó, cái cô đó, cái chú nào đó đi, người ta làm điều gì cũng đúng. Cái mặt rồi mình bực lên, mình ra mình nói cho thỏa mãn cái câu chuyện của mình đó, cái điều mà nói sỉ vả cái người đó. Nói xong thỏa mãn, nhưng mà cuối cùng người nghe thì tổn thương. Như vậy bây giờ là chi bằng á, mình cũng nói y chang như vậy, mà để cho cái người nghe, người ta nghe cái mình nói được, mình giải quyết được cái điều mình muốn người ta làm, mà người ta vui vẻ hoan hỷ tiếp nhận cái sự hướng dẫn của mình, có phải là trung đạo ở cái câu chuyện mình muốn nói không? Đa phần á, mình bực cái gì là mình nói đã mãn, nói cho thỏa mãn cái cơn mà muốn của mình đi. Thậm chí cái điều mình muốn nói, mình nói xong rồi người ta nghe, người ta khó nghe quá. Đó là Pháp Hòa chỉ mới nói có một việc là ở cái chữ lời nói, chứ chưa nói tới hành động cư cuộc sống. Thí dụ bây giờ ngồi thiền nè, trong này là cái căn cơ ngồi thiền không có đều. Có thể người ngồi được một tiếng đồng hồ mà cứ người ngồi được 5 phút à, phải không? Và có người 15 phút à. Thôi bây giờ mình lấy trung đạo đi, 30 phút. Không quá dài cũng không quá ngắn, 30 phút. Rồi bây giờ trong 30 phút này cũng trung đạo nữa nè. Ai ngồi bán già, ai ngồi kiết già thì ngồi, ai không ngồi được thì ngồi bán già. Nghĩa là cái mục đích chính của mình á, là làm sao người ta tịnh được cái tâm. Còn hình thức ngồi tùy theo sức khỏe của mỗi người. Ngồi cho đúng cách, nhưng mà cuối cùng hỏi an lạc không? Dạ đau quá con không an lạc gì hết. 30 phút ngồi chịu trận một cơn đau, để rồi xong hết một buổi ngồi thiền, uống đi. Trừ những người người ta dứt khoát, người ta chọn một con đường tu này, bất cứ giá nào họ cũng phải thành công, cái trường hợp đó khác. Nhưng mà ở đây toàn là những người mới vô không à. Ngồi thiền kiểu này ha, thường sao kêu đi nửa giờ thôi, để con ở nhà online. Tại vì con nằm con cũng nghe thầy được mà. Vô đây nể lắm mà ngồi mà còn bắt ngồi kiểu đó nữa. Không được, lộ lã quá. Quý vị hiểu chữ trung đạo là vậy, không có cái gì mà nó thái quá. Một đứa con nít á, mà mình bắt nó tu mà tu cực kỳ kiểu mình tu không nói, nó tu sao nói. Cho nên ở đây là mình nhẹ nhàng chút, đối với mấy đứa nhỏ nó nhẹ nhàng chút. Nhưng mà nó vô nó cạo đầu nó tu rồi khác à. Hồi đó mấy thầy như thầy Đức Tạng, thầy Tịnh Tạng rồi mấy thầy đó, bây giờ đó, mỗi sáng mà lại sám hối á, lại kinh Pháp Hoa mà lại mỗi chữ một lại á, Pháp Hòa bắt ngồi đứng ở trên này lại, Pháp Hòa đứng ở dưới đó đó. Ông nào mà mong chổng là bắt đầu lại lại. Bắt lại là phải lại đúng cách. Hồi xưa tụng kinh là lúc nào qua cũng ngồi cuối vậy, để mình kiểm soát. Đó là thành thử ra nó tùy theo cái mức độ. Cho nên mình tu cũng vậy. Thí dụ mình ham tu quá, nhưng có mình à, cả nhà mình chưa ai ham tu hết đó. Người ta chỉ tu thôi là mừng rồi đó. Tự nhiên mình tu quá cái làm cho người khác, người ta dị ứng cái tu của mình luôn. Thà thử mình ăn làm ăn lỗ quá. Muốn độ người ta mà chưa độ được gì hết, cách tu của mình làm người ta giỏi rồi đó. Cho nên quý vị nhớ là mình ham tu nhưng mình đang sống với người mới biết tu. Thì mình phải làm sao quân mình xuống, trung đạo trở lại. Nói không, tu như vậy là tu lâu lắm, thành Phật lâu lắm, tu kiểu tôi mới là mau. Đại khái là vậy. Cho nên cái chữ người có trí chánh, cho nên gọi là trí tuệ, mà phải chánh trí tuệ, để thấy được cái nào đúng nên làm, cái nào sai không nên làm đấy. Giống như ví dụ ăn chay này, ăn chay là đúng mà, mình ăn chay là đúng, nhưng mình đã ăn ở trong một cái môi trường chưa đúng, thì mình phải tự tròn vình nó lại.
Quý vị có nhớ ngài Lục Tổ Huệ Năng á, khi mà ngài ở trong rừng với một nhóm người thợ săn á, 15 năm ở chung với thợ săn mà không ông thợ săn nào biết Lục Tổ Huệ Năng là thầy tu. Tại vì cứ mỗi bữa ăn mấy ông nấu một nồi thịt thì ngài lại cắt mấy cọng rau ngài để vô, luộc chín rồi thì tới giờ ăn ngài vớt rau ra ngài ăn. Thì mấy ông mới hỏi tại sao không ăn, nói tại vì tôi bị dị ứng thịt, tôi không ăn. Ngài mượn cái nồi nước thịt của mấy ông đó để ngài luộc mấy cọng rau của ngài. Tóc vẫn còn, đồ đời vẫn mặc, vậy mà làm tổ rồi đó. Được ngũ tổ truyền y bát, được đưa lên làm đề vị tổ thứ 6 của Thiền Tông Trung Quốc rồi đó. Mà 15 năm sống với người thợ săn mà không ai biết ông này là ông thầy tu. Mãi đến khi ngài từ trong rừng ngài đi ra Quảng Châu, lúc đó ghé chùa Quan Hiếu, gặp hai ông sa di đang ngồi cãi với nhau, là tôi đố huynh lá cờ do gió thổi hay là cờ thổi. Một ông nói do gió thổi, ông nói không, phải cờ thổi. Cãi tới cãi lui thì lục tổ còn đang hình tướng cư sĩ đi ngang, chắp tay: dạ thưa hai chú sa di, không phải cờ động, không phải phướng động, gió động hay cờ động, mà tại tâm hai ông động. Nói xong câu đó, thầy trụ trì chùa Quan Hiếu đi ngang, thấy ông cư sĩ trả lời tuyệt vời như vậy đó, khai đạo như vậy đó, trở chắp tay: tôi nghe y bát của ngũ tổ đã truyền về phương Nam, chẳng hay có phải là nhân giả không? Chẳng hay có phải là ông không? Tôi nghe bát y đã truyền cho một vị đi về phía Nam rồi, mà tôi nghĩ là ông thôi. Thì lúc đó lục tổ mới nhận, nhưng mà không có nói thẳng. Ngài nhận nhưng mà nhận một cách khiêm cung: chẳng dám, chẳng dám. Rồi, nhưng mà còn là hình tướng cư sĩ mà, cho nên lục tổ phải quỳ xuống để cho vị thầy đó làm lễ xuất gia, cạo tóc, truyền giới tỳ kheo đàng hoàng. Xong vị đó bước xuống, đảnh lễ, thỉnh tổ lên ngồi. Chỉ bao nhiêu đó thì mình thấy nó phải có gì? Thứ lớp, phải không? Và ở đây Pháp Hòa kể câu chuyện về cái chuyện mà gọi là tổ tu, trong đó mà không ai biết. Mình đi lên máy bay là cái chuyện tu hành dễ nhất, order đồ chay mà không bao giờ có đó. Rồi bây giờ quý vị chay làm sao? Không lẽ đi gây lộn? Gây lộn hỏi bà đó vụ gì vậy? Bà ăn chay, bà tôi không có đồ chay, bà gây. Đi một chuyến máy bay dài 14 tiếng, ăn ít nhất phải 3 lần, phải không? Hai bữa cơm, ít nhất 3 bữa ăn trên đó, mà cứ mỗi bữa ăn là gây lộn, thì mình chay chỗ nào? Thành thử ra mình nên để ý cái chuyện đó. Mình nên để ý cái chuyện đó, để cho người ta, cái chuyện tu tập của mình là mình thể hiện ở như thế nào để người ta rất là nhẹ nhàng. Phật giáo không có đẩy cái này ra, đẩy cái kia để mình dành cái gì hết, mà chúng ta biết ứng hợp, thích nghi đời sống của trung đạo. Cũng giống như rồi Pháp Hòa mới nói chuyện với thầy Pháp Lữ, Pháp Hòa nói cách đây mười mấy năm Pháp Hòa có đi Florida, thì bữa đó vô gặp một cô y sĩ người Đông y á, thì Pháp Hòa mới nói: cô, người ta dặn mình á, một ngày phải uống mấy lít nước, đúng không cô? Cô mới nói: tới tầm 7. Khi nào thầy khác, cơ thể thầy nó cần thầy mới uống, tự nhiên nó không cần thầy nhét cho vô, thầy biểu cái thận thầy làm việc cho nhiều vô, vậy thầy uống nước để hại thận. Hiểu ý không? Tức là một cái thận khi nào mình cần thì mình uống, không cần thì thôi, chứ không có phải gì phải ép nó hết. Mà ép nó như vậy là cái thận nó làm việc. Cây Pháp Hòa cũng nói không, cũng thầy Pháp Lữ, Pháp Hòa nói thầy uống nước không? Thầy nói không, con ít uống nước lắm. Đó, thì cái câu thầy Pháp Lữ nói vậy, Pháp Hòa mới nói: ủa, như vậy không phải mình ngày phải 3 lít nước thầy? Ông nói: ai nói bậy. Thầy quên rồi, tổ dạy mình á, đói đến thì ăn thôi, phải không? Như vậy cái gì mình đói mình ăn, khác thì mình uống, chứ mắc cái chi mình ép nó. Cho nên thầy cũng chủ trương là không ép cơ thể, hãy cơ thể nó cần thì mình uống, không cần thôi. Mà mình uống được 3 lít nước, nhưng mà cuối cùng cái thận mình làm việc,
Mà thận làm việc nhiều thì thận mau hư. Đại ý là như vậy. Cho nên trở lại, Bà La Môn hay là Sa Môn, Sa Môn là danh từ chung, mà danh từ khiêm cung để chỉ cho các người đang tu tập thôi. Chữ Sa Môn không phải riêng của Phật giáo, ngày xưa Ấn Độ cũng dùng chữ đó. Và Bà La Môn là để chỉ cho những người tu phạm hạnh. Như vậy thì trong cái câu kinh đó là nếu mình xưng mình là Sa Môn, Bà La Môn thì làm gì làm phải có chánh kiến để thấy cái gì nên làm và cái gì không nên làm để được xứng danh là Bà La Môn. Thí dụ mình nói là tôi là một tỳ kheo, nhưng mà cái cách sống của mình nó không thể hiện. Ngay cả tổ Quy Sơn cũng đã quở mình rồi. Hà nải tài đăng giới phẩm, tiện ngôn ngã thị tỳ kheo, đàn việc sở tu khiết dụng thường trụ. Tại làm sao mà cứ tiện lời, sẵn lời mà cứ ai nói mình cái mình vỗ ngực, mình xưng tôi là tỳ kheo. Tiện ngôn ngã thị tỳ kheo để làm gì? Để mặc tình lung ý thọ dụng của người khác. Là bằng cách gì? Tiện ngôn ngã thị tỳ kheo, đàn việc sở tu, nghĩa là cứ hưởng của những đàn việc mà mình ăn khuyết vào đó, ăn bám vào đó mà không có sự phản tỉnh tu hành. Thấy không? Phật tiên chế luật khởi sáng phát mông, tước hết là Phật đã chế những cái điều luật giới đó. Đại ý là như vậy. Cho nên là dù mình là ai, nhưng mà cái tư duy của mình, lời nói của mình, hành động của mình nó thiếu đi cái chất đạo hạnh thì người ta cũng không có quý trọng. Một cái người nhỏ đó, người ta mới tu tập nhưng mà người ta có cái chất. Cho nên làm gì làm mình phải có chất của người tu. Vậy thì quy y để làm gì? Quy y để mình có chất Phật. Chất Phật thì gọi là Phật tử. Còn mình sống y chang như thế gian là tục tử. Tục tử là người đời thôi. Người đời làm sao? Ai chửi mình chửi lại. Ai đánh mình đánh lại. Đó là bình thường đó nha. Còn có nhiều khi người ta chưa chửi mình chửi người ta trước thôi. Ta không nói gì mình hết, mình kiếm chuyện với người ta rồi thì mình là bất thường đó. Còn người ta chửi mình mà mình nhịn được, mình nín được gọi là phi thường. Cho nên khi mình thọ tỳ kheo rồi, ngoài 250 giới phải thọ 4 điều. Trong đó có một điều là từ nay đến suốt đời người ta mắng mình không mắng lại. Người ta cười chê mình không cười chê lại. Đó, thọ tỳ kheo phải thọ mấy cái đó đó. Ngoài 250 giới ra phải thọ 4 điều mà một người xuất gia trọn đời phải giữ. Trong đó có một câu là dù người ta đánh mình không đánh lại, người ta chửi mình không chửi lại, người ta chế nhiễu mình không chế nhiễu lại.